kiểu gì ta? Đây rồi nha. Mina nè, Mina. Tao phải đi chín máy. Có lộn không? Chín lăm mày đi chín máy. Nhân máy nữa kìa. Nhân hai. Mà cầm mấy cái quần? Bốn cái. Con đang chín lăm nhân hai mà cầm bốn cái quần. Em có đi đồng chuyện hay là gì? Có lộn không? Ê, có lộn mày. Có đơn hay không? Mày. Mệt hỏi lại. Vừa live vừa ghi vừa ngủ. Cho em cái điện thoại rồi. Dung cho chị cái điện thoại này Dung. Điện thoại này vậy. Chia sẻ á. Cắm cái điện không cái điện sẽ được. Cắm cái điện chị. Cắm cái mô không sao hả? À, cắm sao. Chị coi mua pin không ai cho em cắm với em muốn như thế nào không mua pin mất công. Được chưa, được chưa? Coi thử. Hình như được rồi. Hình như là sao? Như thế nào? Như thế nào gọi là hình như? Không có bảo nhiêu, cái nó chai tầm 52 thôi, cái nó là dạng mang ôm ôm ấy. Rồi xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Hello, hello, hello. Bỏ cái này lại lại của bác cho lên bán tặng bác chứ. Rồi chị nào thấy Nguyên rồi tương tác dùng Nguyên nha. Thấy chưa, mỗi chị đang theo dõi like của Nguyên thấy Nguyên rồi chấm lên luôn dùng Nguyên nhé. Em đậu cái gì nữa đó? Em làm ghê quá Dung ơi, em để cái tay vô chỗ điện kinh quá. Phải làm mua mới sạc được chứ không chịu sạc quá. Gió bé chưa, gió bé chắc là sang tuần đó chị. Áo gió bé sang tuần lấy dặn giống như cái áo, giống như cái áo trắng bạc của nữ á. Sang tuần là có hàng. Chị cái nó là pin chưa? Cái nào? Có hàng trăm pin nè. Thấy có hàng trăm pin nè, hàng trăm pin hả? Ừ. Mà cũng chưa vô pin. Chị nhớ là trước khi chị đi là cứ chị... là không bị lỗi rồi, cái này cũng chưa vô pin. Trước khi cắm. Tao thử ứng có một cái trong em đó. Anh cần nói. Rồi lên dùng Nguyên nha, chị nào thấy Nguyên rồi tương tác nha. Hello, 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 lên bé lên lớn. Ừ, áo xanh nhỏ. Sao kiểm tra cái điện thoại không vô pin cái sao? Hết đi từ từ. Đây đây để chị bỏ bỏ cái này lên cho chị bán tặng bé trước. Dài xe chụp cái này rồi. Làm bé có chị ơi. Có váy. Váy có ít thôi nhưng mà váy hàng thu đông. Cái con này cưng cho bán tặng phát này. Ừ. Cái này bán tặng bé phát này. Áo dài tay cho bé nhá. Cái gáo mà cưng lắm, vải đẹp lắm luôn. Nha, cái này có mấy con tặng bé lên luôn dùng Nguyên cái này được ri á. Được một ri á chị em mình nhá, size tầm 7 à 8 9 10 25 độ về. Một size thôi chị. Cái này đang có một ri có 2 3 kiểu áo trong này. Bán tặng nhá. Cũng màu cam hết nè. Bán tặng hết nhé, có cả hình này, có cả hình này. Bốc đại nha. Bốc đại nha.
cái này được được một một ri thôi, size này dành cho bé nhà mình từ 8 đến 25 kg. À, nàng trai gái gì cũng được hết chị ơi, nàng trai gái gì mang được hết á. À, mấy con mèo này thì con gái thôi, mấy con mèo thì con gái thôi, còn cái này thì trai gái gì cũng được hết. Vải đẹp lắm chị em mình yên tâm, cái này vải rất là mịn luôn. Cái này em bán tặng luôn chị em mình 20.000, tặng 20 nhá, vải đẹp chị em mình yên tâm, vải cực mềm luôn ấy. Trong nguyên con này tặng 20 luôn nhận được nhá. Size này dành cho bé nhà mình từ 18 kg độ lên, 8 kg độ lên và 25 kg độ về là có size. Nguyên đi trẻ mình con này, hệ trả cái điện thoại này này 20.000. Chúc mã 20 kèm cho nguyên số ký là được nhá. Comment mã 20 kèm số ký cho nguyên là được nha trẻ mình ơi. Lên mã 20 kèm số ký. Chúc lên mã 20 kèm số ký cho nguyên là được nhá. Con mèo thì chỉ có size nhỏ thôi chị, 12 kg độ về. Mèo này được có 2 cái à. 8 với 12 thôi. 8 đến 12 thôi. Ok chị Lương Hiền. Cho chị Lương Hiền. Có được có mấy cái thôi, tặng 20 chia sẻ cho Nguyên nha. Chia sẻ với chị em mình ơi. Chị em nào đang theo dõi cái like, cái này cho chị Bích Trâm Huỳnh. Bích Trâm Huỳnh. Bích Trâm Huỳnh. Mèo chị Trần Duyên Duyên. Mèo này Trần Duyên Duyên. Không có đâu chị Lê Nhung Lê. 25 chị Khánh Linh Nguyễn Hoàng. 20.000 nha chị em mình ơi. Siêu rẻ luôn. Vải đẹp lắm. Ủa sao mới thấy số 10 ta. Chị Khánh Linh Nguyễn Hoàng 25 hết nhá. Không được 2 cái. Em đi 20.000. 20 nhá. Cho chị Nghĩa Đoàn được 1 cái. Đường cái con màu thôi. Nghĩa Đoàn được 1 cái. 22 cho chị Nguyễn Thị Phương Thanh. Con 22 chị Nguyễn Thị Phương Thanh 20.000. Chị nào mà mua là tranh thủ gom thêm để nhà em đi đơn nhá. Đừng vô like chốt 1 cái 14 có chị Huệ Nguyễn không có đủ cặp. 11 không có. 23 hết. 20.000 luôn. Hết rồi, còn có mấy số thôi à. Còn mấy số thôi à. Size tầm 23 này. 23 kg, chị nào lấy 23 kg chốt 23 kg trong em là được. 20.000. Size này size 23 kg nè. Rồi size 80 nè. 23 này 80 vải đẹp lắm chị em mình nhé. 12 này. Và 15 16 còn được từng này cái đó. 15 16. 23 chị Lương Hạnh nè. 23 chị Lương Hạnh nè. Cái này trai cái gì cũng được hết chị ơi. Dạ chị ơi, chốt đơn xong là đi đơn hết rồi. Chốt đơn đi xong là đi đơn hết rồi chị nhé. Không có 10 giờ còn 12. Đây lấy 15 đi. 15 chị Trần Duyên Duyên. 8 kg thì đào ly. Rồi còn 12 kg. Còn 12 kg. Ơi ơi ơi, để lộn nè, lộn nè, lộn nè. Cái bên này để lộn đã nè. 15 kg Trần Duyên Duyên, 8 kg chị đào ly. Rồi còn 12 cái. Còn 12 kg, chị nào lấy 12 kg chốt 12 kg cho mình là được. Bao xịn xò luôn. Ui, con này thì thôi. Miên mang mỹ mãn luôn mấy trai. Vải đẹp cực kỳ luôn. Cái này vải con này đẹp cực kỳ luôn. Nè. Mà trai gái chị cũng được hết. Tèn tán tèn. Tèn tán tèn. Size nhỏ nhất. Size này 10 kg. Thôi phải nhích lên size. Câu chuyện nhích lên size. Nè cưng chưa. Nè được nè. Nè cưng chưa. Sọc nè em đi chạy mình 35.000 con. Vải bao xịn xào luôn. Trai gái gì mang cũng được hết cái này hết á. Size này tầm 25-28 độ về thôi. Sọc 35 cho em là được. Vải cực đẹp. Bộ em chưa lên chị ơi, từ từ. Những cái này có ít em bán tặng trước. Có bộ. Có bộ. Rồi lên mã sọc kèm số ký cho Nguyên là được. Sọc kèm số ký cho Nguyên là ok. Cho chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Có 14 chị ơi, 35.000. Còn cái gì hết á. Cho chị Phan Huyền Trang. Phan Huyền Trang. Phan Huyền Trang. 20 cho chị Phan Huyền Trang bước xuống rồi kìa. Phan Trang bước xuống rồi. 20 chị Tâm A. 20 chị Tâm A. 24 cho chị Phượng Trần. 25 cho chị Mèo Nga. 25 chị Hè Mèo Nga. 35.000. 35.000. 28 không có. 28 không có đâu chị. 22 chị Đào Ly. 28 không có đâu. Này hơi hai dài xíu này.
Đào Ly. Rồi nhá, ghi lại cái nét cho Nguyên có gì. Còn còn ri à? 18 còn ri ghi lại ký cho nó ấy. Cái này tầm 15 16 đổ về. Cái này 17 được cho chị Vĩ Hòa, Vũ Hòa được. Vũ Hòa được. Bỏ vô bì đi, cái số ký ký ở ngoài bóc cho nhanh. Để cho ngái bóc cho nhanh. Bỏ bì ghi số ký. Cái này bỏ. Rồi chị nào chưa có nữa lên luôn dùng đi nhé. 14 chị Lê Hạnh. 14 chị Lê Hạnh. 14 Lê Hạnh. Trời ơi bà đi tự nhiên mà sóc lên của tôi. Cho từ to từ nhỏ to mà. 35.000 nha. Phải con. Con này 35.000, sọc là 35.000. Sọc là 35.000 nha. Ok. 22 chị Lê Nhung Ly luôn đủ cặp. 22 chị Lê Nhung Ly cho đủ cặp. Lớn bé gì cũng có hết chị ơi. Lớn bé gì cũng có hết. Bé có ít chứ mấy mà. Cái chị Ngô Thị Kim Trung này. Ngô Thị Kim Trung này. 10 cộng 21 này. 10 cộng 21 chị Lam Trục này. 10 cộng 21 chị Lam Trục này. 35.000 con. 23 sợ không còn. Chị Lam Trục. 23 hết rồi. 23 hết rồi chị ơi. Đây 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 đây, con này cho chị Lương Hạnh. Lương Hạnh. 8 cho chị Hồ Kha này. Hồ Kha không giấu này. Hồ Kha không giấu này. 18. 18 cho chị Nam Hòa. Con này 18 không trang được. 18 chị Nam Hòa, cái này dưới 20 mang được. Nam Hòa. Nam Hòa. Rồi còn size nhỏ thôi. Không đủ cặp đâu chị em mình ơi. Này giờ không đủ cặp đâu. Còn có mấy cái à? Size 16. Size 14. Size 13. Hết rồi chị ơi. Còn 13, 14, 16. 15 cho chị An Nhi. Con này 15 chị An Nhi. 17. 17 cái này vô tư hàng giả này. Bóc con này cũng được, không trang được. Cho chị Nghĩa Đòn. Rồi có con size nhỏ nữa thôi. Còn 13 cái đổ về còn cá. 13 cái đổ về còn cá nữa thôi. Chị Lê Nhung Ly có rồi chị ơi. Cái này còn cá nữa thôi, thằng 35. Ui vải đẹp lắm. Thấy con này cực xịn ấy. Cực xịn. Trưa nay có vải cũng rất là rẻ. Vải rất là rẻ luôn. Rồi chờ xong cái mã nó cho. Ui hàng tàu 65.000 đi chị em mình nè. Cái mấy ký? Thế? Cái này đến 22 ký thôi. Nhìn nè. Nè chị em mình nhìn cái thun của nó nè. Thun xá gỗ nha. Con này xịn lắm. Em nói nhận hàng con này về bao phê. Xíu nữa còn ít hết đêm lên luôn nhá. Nhận con này về bao phê chị em mình nhìn nè. Nhận trai nhá. Cái này trai nhá. Từ 8 à. Từ 8 ký rồi. 12 ký. Từ 12 ký đến 22 ký có cái mã này. Nè đẹp cực. Cái này là hàng tàu nha. Nhìn thun cho Nguyên nè. Nguyên đi luôn chị em mình. Con này 49k hàng con. Hàng này là hàng 65. Cái chốt trai à. Con này là hàng 65 nha chị em mình ơi. Em sale luôn 49.000. Ai cái này chị em mình đã mua rồi. Đã mua rồi. Năm ngói chạy cái mã này mà có kiểu Elsa là 65.000 cái đó. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Comment mã trắng kèm cho Nguyên số ký 49.000 chị em mình mua ít nhất là 120.000 con này. Đúng vải nè, 120.000. Size 12 chị Lê Trương. Size 12 chị Lê Trương. Size 22 cho chị Thảo Lan. Con này 49.000. Nha, chị nào lấy trắng kèm size cho Nguyên là được. Vải. Vải con này quá là xịn. Giờ là còn 18 ký đổ về nha chị em mình ơi. 18 ký đổ lên, 13 đổ lên, 18 đổ về. 13 đổ lên, 18 đổ về. Size 14 chị Lương Hiền. Rồi còn 18 đổ về thôi. Còn 18 đổ về. 17 cho chị Vũ Hoài. Rồi còn 16 đổ về. Còn 16 đổ về còn cái siêu đẹp luôn. Còn 16 đổ về nhìn hàng, cứ nhận hàng con này về đi. Hàng trẻ mình người ta treo shop người ta bán 120.000 đó. Cái này không có 30 chị ơi. Cái này 15 16 cho chị Lan Trang Linh. Ui 49.000. Lan Trang Linh. Rồi cái này của con gái nè chị em mình, màu đàn gái nhá. Khách cũ. Con này từ 13 đổ lên. 13 đổ lên 22 đổ về. Lên cho Nguyên tim. Nè nhìn con áo này. Chút tim cho Nguyên nhé. Màu trắng hồi nãy hết rồi. Lên cho Nguyên tim nhé. Chị nào lấy tim comment tim cho Nguyên là được. Hết cho chị Trăng Tình.
Comment mã này là mã tim cho Nguyên là được. Len tim nha, vải nè. Nè, chị em mình nhìn vải nè, vải đã lắm. Nhận hàng con này về coi. Tim nhá, chị nào lấy tim. Tim 22 thì Thanh Tùng đổ. 14 cho chị Hương Nguyễn. 14 chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. 17 cho Mai Sam. Rồi còn 15 16. Còn 15 16. À, 15 16 có ai 15 16 không? Rồi 15 16 chị Lan Trang lên. Lan Trang lên. Đi 49.000 con này, nhận hàng về đi. Chứ Nguyên không cần quảng cáo nữa nhé. Lên mã cô gái cho Nguyên là được. Mỗi thứ con ri thôi. Mỗi thứ con ri thôi, đẹp lắm, 49.000. Trong mã cô gái cho Nguyên là được. Comment mã cô gái cho Nguyên này, nhìn vải này. Cái này là dạng hơi không thun sơ gỗ thì nó mỏng hơn. Là da cá nhưng mà da cá tàu nhìn đã lắm. Trong mã này là mã gái hoặc là mã phối cho Nguyên là được. Hàng 28 này vậy mình. Nha, hàng shop treo lên là 120.000. Đây mã cô gái kèm size. Cô gái 13 này. Cô gái 13 này. Hồi tini này. Không cái nào không có size to. Xíu nữa sẽ có những cái mã khác chị ơi. 22kg do chị Hoa Hồng Santa. Xíu nữa có cả hot đi. 22 hết rồi. 22 hết rồi. Còn 12. 16 cho Mai Sam. 16 cho Mai Sam. Không có 29 chị ơi. Rồi còn 18. Còn 18. Chị Nghĩa Đoàn lên sau á. 18 cho Cúc Pha. Chị Cúc Pha. Chị Ngọc. Ờ. Còn 12. Còn 12, còn cái 12 nữa là hết nè chị em nè. Còn một cái 12 nữa là hết. Nhìn con áo nó sướng đời luôn á. Xíu có nhiều mã bộ đẹp rẻ lắm. Chờ Nguyễn siêu nhá. Vái nữa. Có ít nên lên trước. Rồi chị nào lấy cái này lên mã này. Còn một cái 12 ký thôi. Chị nào lấy gái 12, comment mã gái 12 cho Nguyên là được. Rồi lên mã xanh cho Nguyên kèm size. Xanh này từ 12 đổ lên, 22 đổ về. Hết rồi đó hả? Có hết rồi đó hả? Thiệt à? Có từng ni con thôi à? Tao ít lắm, còn có nãy giờ lên có máy ri chứ mấy. Tim hết rồi nhá. Xanh 12 chị Hà Kiều. Xanh áo quần trắng 12. Gái 12 chị Hà Kiều. Xanh 12 cho Hò Tini. Xanh 21 cho Băng Như. 21 cho Băng Như. Rồi còn 18 đổ về. 13 đổ lên, 18 đổ về cho màu xanh này. Cô gái mình hết rồi. Cô gái mình hết rồi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên nhanh tay nha. Đẹp lắm. Xanh bé trai nhá, xanh bé trai. Rồi ai lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên. Nguyên đây luôn chị em mình con này, giá lên chị em mình lại 49.000. Cô gái hết rồi. Xanh xanh 17. Sao hầu 16, hầu 17 nhá. Hầu 16, hầu 17 thì giá size khác nhau đó nha. 16 giá khác và 17 giá khác đó nha. À quên lộn, size khác. 17 cho Mai Sam. 15 cho chị Lan Trang lên. Lan Trang lên. Còn 13 đổ về. Còn 13 đổ về. Nha, chị nào lấy 13 comment 13 cho Nguyên là được. 49.000. Còn 13 đổ về, chị nào lấy 13 comment 13 lên cho Nguyên là ok. Cho em cái con quái giúp dắt nó phát nè. Từ từ. Có máy cá. Thế cho lên trước à. À. Đấy. Rồi ok. Thế 15 đổ về à? 8 đổ lên, 15 đổ về. Rồi cho ăn lên nè. Ôi cái này cưng lắm. Đây 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 đây. Tèn cái tèn. Xin chào. Bé trai xíu có chị. Bộ bé trai có. Nè. Cưng chưa? Nhưng mà từ 8 đổ lên, 15 đổ về hàng xây nhí. Hàng này là hàng 120 đó. Hàng 120 đó. Dạng cái này giờ thì mai sẽ nóng xíu nhẹ mình vài hôm nữa kia. Không, cái này 15 độ về thôi. Vài hôm nữa nhá, chứ giờ là mang nóng nhưng mà trẻ mình mua trước. Chứ vài hôm nữa làm gì có. Mai cũng không có giá này. Nha. Từ từ á chị Tâm An ơi, đã lên đó, từ từ lên từng mã. Cưng chưa? Từ 8 độ lên, 15 độ về. Em đi luôn trẻ mình là 69.000 một cái váy như thế này, nghĩ ra không? 69.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng này. Size từ 8 đến lại 15kg. 8 đến 15kg cái này có đúng một ri mà đi 69.000. Áo Nguyên mang có cả hai cái chi đó. Chị ơi lên cho em cái size đi. Hàng có size chị em mình lên như thế không biết đường chốt đâu nhá. 15 chị Thi Vũ này.
chị em mình lên nó không biết đường chốt đâu, từ 8 độ lên. Cái này chị em mình mua cái quần legging, nhà nguyên cái legging có sẵn đấy, mua thêm cái quần legging cho nó vài hôm nữa mai. 22 không có, bộ dài với trai có. Rồi nè, 15 chị Thi Vũ nè, 14 cho chị Hương Nguyễn, 69.000, 14 chị Hương Nguyễn. Rồi nhá, chị nào lấy váy, comment váy cho Nguyên là được. Từ 8 độ lên, 15 độ về là có size, bao đẹp luôn cho dạ mình, giá lên chạy mình 69.000. Con này giá bao rẻ luôn, 69k, ai lấy chút nha tay nhá. 15kg màu nó hết rồi, 15kg hết Phỏ Nguyễn. Có còn ri 15 thôi đúng không? 13 gì Thảo Pha, 13 gì Thảo Pha, 14 hết, 14 hết, 10 cho Triều Tiên. Cái mã này đang hết 12 cho chị Út Bé. Mã này đang hết 15 á chị Ngân Khánh Phạm ơi. À, còn sao chị đó vậy? Hết. Hết rồi. Rồi cho mã đi, mã Gucci nữa đi. Cho Gucci. Gucci này có thằng ri. Lên mã nâu cho Nguyên kèm sai. Nâu kèm sai cái này đúng một ri. Trai có, từ từ em lên từng mã vậy ơi. Trai có chứ, nhưng mà lên từng mã trai gái gì cũng có hết á. Rồi cho Nguyên con này. Có cả bộ xúc hàng, đồ nhà Nguyên cái gì cũng có, nhưng mà từ từ chờ xíu. Áo vé sau lưng có 15. À quên ta. Đây còn cái này size nhỏ, size 80. Size 80, nâu 12 chị Út Bé. Chị Út Bé khách mới hay cũ ta? Nâu 12 là số 2 hả? Lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên thông tin cho em đi chị Út Bé ơi. Không có thông tin em không chốt đơn nhá. 18 khi không có, cái này 15 đổ về thôi. Nâu 15 cái đổ về. Nâu 15 chị Ngân Khánh Phạm. 15 đây, đúng không? Đây 15 chị Ngân Khánh Phạm. Hết nâu 15. Mỗi thứ con ri thôi. Ui cưng lắm luôn ý. Hết 15 rồi nhá. Cái này toàn 15 cái đổ về, 8 đổ lên và 15 đổ về thôi. Nguyên đây con kẻ mà 69k con, 69k con nhá. Nâu hết 15 rồi chị. Hết nâu 15 rồi. Hết nâu 15. 14 chị Trịnh Hạnh. 14 chị Trịnh Hạnh. Rồi trong màu khác. Cái cần chi ghi trời. Cái cần chi ghi nữa. Ê cái cần chi ghi nữa trời. Dùng bóc 13, 13 cho chị Trang lên. Thoát bé trai chờ em mấy hôm nữa chị ơi. Rồi trong nguyên mã này là mã sau hồng. Ok chị Ngân Khánh Phạm. Trong mã sau hồng. Ok chị Út Bé. 69.000 một con nha chị em ơi. Set này có size đến 31 không chị? Set ga set 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 nó có 31 không? Sao đây mấy? Sao 15 cái độ về? Sao nhí không ạ? À? Comment hồng kèm sai. Nâu 14 hết rồi, còn nâu số mấy đây? Số 80 thôi. Cái này không có size lớn đâu chị. Hàng này hàng size nhí thôi. Hồng 15 chị Ngân Khánh Phạm. Rồi lên hồng kèm sai. 15 có còn ri à? Còn không? 15 cho chị Thu Hải. 15 chị Thu Hải. 15 chị Gia Hân. 15 chị Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền ghé. Rồi ai lấy sau hồng càng sai cho Nguyên là được. Cưng lắm luôn. Cái này mua vài hôm là cái quần legging Nguyên đang bán ấy. Cái xong mấy cái con quần legging. Cái Ngọc Phượng 13. 13. Rồi nha, chị nào lấy sau hồng. Ok chị. Cái nào nhà Nguyên đọc tên là có nhá. Cái nào mà đọc tên là có. Rồi nha chị nào. Xét hồng sao. Xét hồng sao. Đây. Này à. Cái này size nhí. Hồng 13 gì Trang Ly. Trang Ly ghé. 18 có những cái mã khác vậy ơi. 13 cho Phạm Hương. 18 không có váy. 15 cho Phạm, 13 cho Phạm Hương. 25kg không có cái này chị ơi. 25kg không có cái này. Rồi nhá chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Comment mã hồng kèm size. Từ 8 đến 15kg. Hồng kèm size từ 8 đến 15kg. Rồi lên mã vàng cho Nguyên. Vàng cho Nguyên 8 15kg nha, được nhá. Rồi hết. Còn màu nữa là hết. Em chuyển qua chị em mình bộ. Bộ có size to. Xách hồng sau là 15kg độ về. 15 độ về thôi. Hồng 15 cho chị Văn Hanh à. Rồi lên mã vàng kèm size cho Nguyên. Cho em luôn màu nu nữa. Lên luôn cho nhanh chị. Vàng nu nữa thôi. Cho em vứt cho em cái màu nu. Có hàng bộ xuất hàng đồ đó sáng to 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 bỏ lên luôn. Bộ công ty nữa, bộ công ty có size to. Mấy này toàn hàng size nhí nhé. Cho Nguyên cái này. Còn vàng, sau vàng và sau một kem kem.
Ừ. Để mình điền hàng cho Nguyên nè. Không có 18 chị ơi. Toàn bộ là 15 kg đổ về thôi. Cái này toàn bộ 15 kg đổ về kéo cho bà xã cái quạt hay sao? Em đi giảm 69.000. 69.000 giảm và điền hàng cho Nguyên nè, đẹp lắm luôn ấy. Hai tông màu nữa hết. Còn màu vàng và màu kem thôi. Hai tông màu vàng kem từ 8 độ lên ha, 18 độ về. Nhá 8 độ lên 18 độ về. Và 14 giờ Trịnh Hạnh. Và 15 chị Gia Hân. 69k một bộ nhá. À một phái nhá. Và 14 chị Kim Anh Lê. Và 14 chị Kim Anh Lê. Rồi ai lấy vàng và nu chốt lên nhanh tay luôn dùng Nguyên nhá. 69k một em nhớ nè. Đấy, 16 cái không có, em chốt đến 15 mấy chị Đặng Huyền. Chốt đến 15. Không có 18. 8 đến 10 15 thôi. 12 vàng cho chị Xuân Anh. Em đọc nãy giờ là đến 15 kg thôi. Từ 8 đến 15 kg thôi. Nu 8 cho chị Hướng Phạm. Số nhỏ nhá. Nu 8 cho Hướng Phạm. Nu ở nu 8 cho Hướng Phạm. Gửi cho Hướng Phạm. Hướng Phạm. Ờ. Số 5 cho chị Văn Hana. Vàng. Văn Hana màu nu ấy. Chị đang ngồi bên nước mà răng. Vàng 15 cho chị Huyền Hồ. Vàng 8 cho chị Diệu Trâm Trần. Vàng 14 cho chị Vi Nguyễn. Vi Nguyễn Y Dài. Vàng 14 chị Ngọc Phượng. Từ từ cho em xíu chị ơi, Ngọc Phượng. Vàng 15 chị Đặng Huệ. Vàng 14 Vi Nguyễn hồi nãy có rồi đúng không? Ok chị Nguyễn Thủy. Có bộ dài tay cho bé trai có chị ơi. Nhà em đọc tên là có chị, cái nào nhà em đọc tên là có nha. Rồi lên luôn dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Rồi tiếp luôn cho em cái bộ to này xíu chị. Bộ to này phân chưa? Cho em lên đi, từ màu đi. Từ màu, bộ này đẹp lắm. Bộ thể thao. Trai gái gì mang cũng được hết. Là phân kiểu gì đó? Phân theo sai. Sao đang lại phân theo sai ta? Nô 10 có. Em đi từng màu ấy. Cái này hồi nào giờ like cứ like theo màu chứ đâu cứ phân lại phân theo size ta. Không phải like hết một size thế. Phân theo màu chứ. 22 không có. Cái này từ máy đến máy tí. À, em đang mang có. À, em đang mang 63.000. Từ máy tới máy tí đó. 18-32. Phải bóc luôn cho Dung. Đẹp chưa? Trai gái chị mang cũng được hết chị em mình ơi. Bộ mì từ mấy hồi nãy nó mấy? Váy vàng 10, váy vàng 15 mà cho chị Ngân Khánh Phạm. Váy vàng 15 cho Ngân Khánh Phạm đi. Váy vàng 11 cho chị Đào Ly. Đào Ly. Váy á. Váy vàng 15 cho Ngân Khánh Phạm. Váy vàng 11 chị Đào Ly. Ui. Cái này trai gái gì cũng mà, cũng mang được hết nhé chị em mình ơi. Hồi năm rồi. Năm trước nữa mua cho bạn nhím là size số 14 15 gì đấy. Hai áo khoác loại nào chị ơi? 14 15 gì đấy. 175.000 một bộ mì. Bộ này mình sale mấy ta? Ê bộ này mình đi bán mấy quên mất kia. Có tăng 9.000 nè. Đấy, có tăng 9.000 à. Kèm size cho Nguyên nhé. Cái này trai gái gì mang được hết. Trai gái gì mang cũng được hết. Bộ thể thao cho Nguyên nè. Đấy, hôm mùa vừa làm bộ này, vừa mang bộ và kiểu mang áo khoác cũng được. Mang thay cho nó cái áo thun nhẹ nhẹ ở trong. Mang cả bộ như thế này. Trời ơi, nhất cái nách. Trong mã vàng 89.000. Vàng 89 kèm luôn dùng Nguyên cái số ký cho Nguyên là được nhé. Vàng 89 từ 18 độ lên 32 độ về, 15 cái cũng mong trang được. Lên mã vàng nha. Vàng size 2 chị An Nhiên. 22 chị An Nhiên. 25 chị Mèo Nga. 25 cho Mèo Nga. 30 cho chị Hồng Hoàng Phạm. 89.000 luôn. Trời bằng con áo, em nói thiệt bằng con áo thôi. 15 chị Lan Trăng lên. Nó size nhỏ nhất chị Lan Trăng lên. Size nhỏ nhất chị Lan Trăng lên.
18 cho chị Hương Ken. 18 cho Hương Ken. 17 cho chị Hồng Hoàng Phạm. Đây 89.000 nhé. 25 chị Thanh Tùng Đỗ. 25 cho Thanh Tùng Đỗ. Mua vài bộ, em nói mua vài bộ. Trai gái gì mang cũng được hết á, mua vài bộ để dành. À, có chưa, có chưa? Thanh Tùng Đỗ có chưa em? 18 cho chị Nghĩa Đoàn. 22 chị Nguyễn Hiền Lương. 17 với 32 luôn. 17 với 32 cho chị Hướng Phạm. 17 với 32 cho chị Hướng Phạm. Còn 30 được 2 bộ không? 30. Không có à? 32 còn không? 32 còn không? Không. Hết. Còn 25 tới lại từ 18 tới 25 thôi. 22, 22 Nguyễn Thị Phương Thanh. 22 cũng hết. Từ 18 tí. Với lại 25 26 28 30. 25 chị Phượng Lê Nguyễn Công Trứ. 28 chị Văn Hana. Giờ em đọc, chị nào có sai thì Nguyễn đọc thì cho chị Văn Hana. Thế. Thế. Còn sai nhỏ. Còn 18 tí là có nào chị nào 18 không? 17 18 chị Minh Thu nè. Chị Minh Thu bộ nè. Rồi hết vàng. Còn sai 18 tí đó. À, còn sai 18 à. Chị Minh Thu 2 bộ đi. 17 ký á. Hết vàng nha chị ơi. Hết vàng nha, cho lên tiếp đi. Sân cô ban cái này có ít thôi. Trên nó cũng hết luôn rồi chị. Xíu luôn á. Xíu luôn á Nguyệt. Tám mươi chín nghìn chị ơi. Rồi xanh coban cho Nguyên. Màu này bé trai thì đẹp lắm, vải mì nha chị em mình ơi. Riêng cái áo khoác này em đảm bảo vậy, mình mua không có giá 89.000 rồi nè. Thiệt sự với cái giá cái 89.000 thì không mua được con áo luôn ấy. Em đảm bảo luôn chị em mình luôn á. Rồi lên xanh cho Nguyên á. Xanh từ đấy. Rồi lên xanh cho Nguyên kèm size. Xanh 18 chị Thanh Tâm. Không có size 18, không có 18 này bộ. Chị Thanh Tâm. Cho chị Thanh Tâm. 24 cho chị Lam Nguyễn. 24 chị Lam Nguyễn. Chị em mình tranh thủ này, em nói xe một đợt là không có hàng nữa đâu. Giờ chị em mình phải mua trước như thế này nè. Hàng này em nói là hàng em trữ. Lam Nguyễn hả chị? Ừ, Lam Nguyễn. 27 cho chị Nguyễn Thúy Hiệp. 27 cho chị Nguyễn Thúy Hiệp. 29 cho Trang Lê Ghé. 29 cho Trang Lê Ghé. 22 cho Cẩm Tú Cầu. Cẩm Tú Cầu. Thế Cẩm Tú Cầu không có. 22 Cẩm Tú Cầu. 30 có không? 30 có không? 30, 32 quay đầu được. Cho chị Linh Nguyễn. Cho chị Linh Nguyễn. 17 còn không? 17 còn. Cho chị Minh Thu. 17 cho chị Minh Thu. 17 chị Minh Thu. 23 có không? Em đọc luôn trên like nhé. Chị nào đọc tên là có như vậy mà. Chị em mình nói coi cái like này mua cho được cái bộ này để dành cho con mang. 23. Mua cái, coi cái like này mua cho được bộ này để dành cho con mang. Mang kiểu gì cũng được. Mang dặn à, lách áo, nào áo khoác cũng được. Mà 89.000 một bộ. Rồi 30 giờ cốc pha. Còn nữa không? 30 còn không? Hết rồi, còn size chị nữa không? Còn size 22 thôi, còn size 14. Còn 14 với 22 thôi. Còn 14 với 22. Còn 14 là 2 kg nữa thôi. Còn được 2 bộ là 14 với 22 kg. 2 kg, nói chung là còn 2 kg thôi. Một size 2 kg thôi. Thế không có chị nào 22 kg, đầu qua màu đi. Còn mỗi size 22 kg. À 232 cho chị An Nhiên. 22 chị An Nhiên. 11 cái này rộng lắm chị ơi. 11 cái này rộng lắm. Đẹp bao xịn sò luôn. Đó đó, đúng rồi, cái bộ nó bỏ lên bán tặng trước rồi phân cái bộ này. Không còn, em nói mà sale hết cái này rồi là
là bữa sau vô nhận hàng về em ơi đẹp quá, rẻ quá. Nãy trời không giá luôn. 8-9 nghìn nhận hàng về mà kêu em ơi đẹp quá, cho chị thêm bộ nữa, không có hàng nữa đâu chị em ơi. Cái này đi nhập sẽ không có. Hàng này là nguyên ôm được hàng sale. Đấy, ôm được hàng sale. Em để khá là lâu rồi. Vì năm nào bán cũng mang những cái bộ như thế này mà bình thường mình đi ra mua 150 mấy nghìn. Giờ mua sale cho khách 8-9 nghìn ngại gì không ôm đúng không? Bỏ rất là nhiều tiền ra ôm về á. Trữ. Ôm về trữ, đâu nhưng mà đâu có lãi bao nhiêu chị em mình, 8-9 nghìn đâu có lãi bao nhiêu tiền. Đấy, chủ yếu là cho chị em mình mua được hàng chắc giá rẻ. Phải đi ngược mùa. Cho Nguyên cái này 8,5 kg không có chị ơi. Rồi lên đỏ cho Nguyên nhé. Đỏ. Đỏ từ từ em lên từng màu này. Đỏ đỏ đỏ. Đỏ 22 cho chị hoa hồng xanh phan. Chị em mình mua đi, em nói riêng cái line này coi, cái line này chốt cái bộ này cho con đi. Không xong hết, nhiều chị đặt xong rồi vài bữa nó hỏi không còn đâu. Chị em mình giờ cái thôi từ từ mua. Đã lạnh đâu, từ từ mua, vài bữa từ từ không có. Không từ từ phải giá gấp 3. Từ từ có nhưng mà giấy gấp 3 như thế này. 28 về cốt pha. Cái này 8,5 kg không có. 28 về cốt pha. 32 cho chị Phương Mai Bùi. 32 chị Hạnh Huỳnh luôn. 15 chị Phương Nguyễn. À xét hồng từ từ. 15 là lái lái xe nhỏ nhất ấy. Đây 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 đây. Cho chị Phương Nguyễn 474. Phương Nguyễn 474 nha. Cái Phương Nguyễn 474. Ừ. Đó 32 chị Phụng Pha. Hết 32 luôn. 32 luôn à? 30 có không? 30. 28 có không? 30 đó. 30 có. 30 à? 30 mới vừa hỏi cho ai ta? Cho chị Hà Lê. Hà Lê. 32 cũng có luôn. 28 có không? 28 hết luôn rồi. Chứ giờ còn sai gì? Còn 25 cái đổ xuống. Còn 25 cái đổ về cho màu đỏ thôi chị em mình ơi. Em đăng lên bộ chứ gì nữa chị? Em đang lai bộ mà. Còn 25kg đổ về cho màu đỏ. Có bộ xuất hàng nữa xíu em lên. 18 cho chị Nguyễn Ly. 18 chị Nguyễn Ly. Vàng chưa chị Phương Bích ơi. Vàng chưa nhá. Ở xanh cô ban còn mấy bộ kìa. Đã 32 hết rồi. Xanh cô ban còn mấy bộ coi, xay máy cho lên luôn đi. Xanh cô ban là còn xay nhỏ nhất. Đỏ 32 hết rồi. Rồi cho lên màu khác. Đây sai à? Từ máy đó. 15. Xe 18 ký với lại xe 22, xe 25 26 ký. 18 với 25 26. Cái này 18 với 25 26 ký không có xe to chị ơi. Cái nào không có xe to. Áo trắng đằng sau à. Cái này Nguyên còn có một cái à. Còn có một cái hồi nãy Nguyên xe 49 nghìn. Xanh này có mấy em nói mấy? 18 18 quay đầu. Với lại 25 quay đầu nữa. Lên mã xanh chuối cho Nguyên nhé. Xanh nào không có 33 kg rồi. Xanh nào không có 33 kg rồi. Rồi nhá, lên mã này là mã xanh chuối cho Nguyên là được. À, 28 lấy cho Nguyễn Thế Hiệp. 27 Nguyễn Thế Hiệp. Thế còn 18 kg quay đầu thôi à? Còn toàn bộ 18 kg quay đầu. Cái này 2 vô tư nè. Con này 2 nè. Con này 2 nè. Con này xe 15 nè. Xe 15 lặng 14 á. 25 14 á, 14 không có, 14 là rộng á chị. Cái này không có 30. Không có 30. Không có 30 nhé. Hiện tại Nguyên còn 25 kg. Và 18 kg đổ về thôi là hết. Mà đi cho dẻ mình bao nhiêu tiền? 22 cho chị An Nhiên. Cái này được, 22 chị An Nhiên. Ok, Nguyễn Thủy để em. Chị Nguyễn Thủy nào hề, chị Nguyễn Thủy ơi, lên thông tin cho em đi. Con này 49 nghìn, phải con này bao sướng luôn. Hoàng Tàu 49 nghìn. Chị Nguyễn Thi có rồi. Ô chết chết, cái này cho chị Hồ Khai dặn rồi. Hồ Khai dặn rồi. Chị Hồ Khai dặn con này rồi. Cho chị Hồ Khai. Phải đẹp lắm, nhận con hàng nữa về bao sướng. Xanh là Nguyễn còn xe 18 đổ về thôi. Rồi trong màu xanh than. Xanh than này được mấy bộ thẻ? Xanh thang có mấy bộ, bộ xe máy đấy. 28, 30 nè. 25, 26. 22 đổ về. Có được 3 size cho cái màu này thôi nè chị em mình. Rồi ở cầm bộ đồ đi 89 nghìn. Chị Nguyễn Thủy ơi, cái bộ đó khách dặn mất tiêu rồi. Xanh 30 cho chị Nguyễn Minh Hiếu. Xanh 30 cho Nguyễn Minh Hiếu.
Rồi. Con bộ size to à? Còn size gì nữa? Còn size gì nữa? Còn size 25 26 với lại size 25 26 với 22 đổ về. Nè chị em mình nhìn nè. Nhìn cái bộ này, cái này bé trai thì trai nhá. Chưa chốt đơn hết thì Thanh Thảo ơi. 18 thì Thanh Tâm. 18. Đang đi xanh đậm này vô. Đây 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 lấy cái này, hơi rộng xíu. 25 chị Thu Hiền đứng. Chị Thu Hiền bồng bát. Thu Hiền nào ta? Rồi còn 10, còn 22 25 đúng không? Không có 40 kg đâu chị ơi, còn 25 kg thôi đúng không? Còn một cái 25 kg thôi. Còn đúng một bộ 25 kg nữa là hết màu đó rồi. Đúng một bộ 25 kg nữa là hết màu đó nhé chị em mình ơi. Cái hàng này sẽ không có hàng nữa đâu, em nói là hết rồi là thôi không có hàng nữa đâu. Đi nhập không dám nhập nữa đâu vì cao lắm. Rồi cái này đài size. Màu xanh nhạt này đài size này chị em nè. Hồi nãy bé trai 32 kg màu này có nè, hồi nãy 21 kg hết rồi đúng không? Hồi nãy màu xanh hồi nãy là còn size 25 kg rồi đúng không? Màu xanh hồi nãy còn 25 kg thôi. Này. Màu này. Đỏ 18 còn cho tiết mùa đông con kìa. Đỏ 18 cho tiết mùa đông. Xanh đậm 25 hồi nãy chị Trinh Lê. Cái này không có nhí vậy ơi. Cái này không có nhí. Đến 32 kg không em? Cái này nãy nói đến 32 kg đúng không? Rồi lên mã chuối cho em là được. Comment mã xanh chuối. Trai gái gì mà ăn được hết á. Wow cưng gì. Chuối. Này nè, từ từ chuối này. Chuối 17 cho chị Mỹ Hạnh Hồ. 22 với 32 chị Lương Hạnh. 32 chị Lương Hạnh. 25 chị Thảo Quyên. 25 Thảo Quyên. 17 cho chị Nghĩa Đòn. 32 chị Nguyễn Lành. 21 Xanh Tha không có chị ơi. 23 cho Diệu Hồ. Ờ. 24 chị Cẩm Tú Cầu. 24 cho Cẩm Tú Cầu. 24 rồi. 24 Cẩm Tú Cầu. 28 còn không? 28 còn không? Cho chị Dung Thùy. Ờ. 16 là hơi rộng xíu chị nghe. Thôi cũng được. 16 là hơi rộng xíu cái này. Hơi rộng xíu. Thôi cũng được. 16 cái gì Thu Hải. 23 chị Gà Con. Hơi rộng xíu mà thôi cũng được. Bộ thể thao này mang được 2 năm. Chị Gà Con. 32 còn nữa không? 32 còn. Chị Trinh Nguyễn. 32 còn nữa không? Còn. Cho chị Hạnh Huỳnh. 32 còn nữa không? Hết 32 nhé. 17 với 28 còn không? 28 cho chị 32 hết rồi. Cho chị Nam Hòa. 28 là cho Nam Hòa. Nam Hòa, 17 với 28 luôn chị Nam Hòa. Okay. Chị Thảo Quyên có rồi, 30 có không? 30 còn không? Còn, còn 18 với lại 22. Thế 21 chị Nguyễn Phượng. 18 chị Cúc Phan. Chị Nam Hòa có rồi. Cúc Phan à? Ờ. 16 chị Hương Ken. Đấy. Cái bộ size nhỏ nè, 16 hơi rộng xíu. Cái gì Hương Trang. Giờ cặp không có đâu chị, nó lẻ lẻ mà. Đủ size không? Chia size. Ghi size cho chân. Bóc cho nhanh. Rồi nha. Hết nha. Chị Dung Thùy như được 2. 14 kg hơi rộng chị. Cặp thì không có, xanh 17 có đúng không em? Còn xanh 17 đúng không? Cho tiết mùa đông. Chị Ngọc Phượng do lên sau á chị, còn xanh nhỏ thôi. Xanh chuối mới đi xanh chuối dù. Đang đi xanh chuối mà. Đang. Ờ à, hết rồi đúng không? Bộ đi thôi. Ừ. Không, bộ đi hồi nãy kêu xanh nhỏ cho ai rồi á. Chị Xuân Thu chưa có. Hồi nãy 16 kg đúng không? Chị Hương Ken. Hương Ken. Hương Ken hả? À. Hương Ken, không phải kem đó. K-N ấy. Ồ, ok. Không ai chi này. Rồi lên vàng cho Nguyên này. Màu bò nhá, màu này màu bò nhá chị em mình nè, vàng bò. Vàng còn 32 có đúng không? Vàng có 32 thì Phương Mai Bùi. Phương Mai Bùi, còn mấy bộ nữa thôi là hết. Phương Mai Bùi. Em đi luôn chị em mình là 89.000 một bộ. Chị em mình sang đi không có nữa đâu. Vàng 32 chị Phụng Pha. Hết 32 à? Ừ.
Chị Phương Mai Bùi có rồi. Ok, Phụng Phan rồi. Chị Sang Võ chưa có luôn. Chị Sang Võ lên sau á, hết hai hết vàng rồi. Vàng hết 32 rồi, chị nào thấy không? Có mấy bộ ri, có bộ size to mà chị nào cũng 32, năm ra chị nào lên sau là không có. 18 với 24 có không? Chị Lam Nguyễn 18 với 24 có. Một ri nó chỉ có một bộ size bự nhất thôi. Lam Nguyễn mà chị nào cũng 32 kg. Còn mẫu nào nguyên ri? Không. Không còn. Không còn 32 chị ơi. Hết 32 luôn rồi, không có cái nào còn 32 hết. 22 có nè, 22 chị Lam chục nè. 22 chị Lam chục nè. 23 cho chị Yến Nguyễn nè. 28 có không? 28 có không? 28 chị Lợi Pha. 23 chị Yến Nguyễn có rồi đúng không? Không, chị Yến Nguyễn không có, 21 có không? Cho chị Nguyễn Phượng. 28 hết rồi. Thế giờ còn sai gì đấy? 25 lấy size 24 thì Ngô Thị Thắm. Rồi còn 18 à. Ngô Ngọc Thắm. Ngô Ngọc Thắm chưa có thông tin. Còn 18 đổ về thôi. Chưa có thông tin đâu chị ơi. Chị Ngô Ngọc Thắm lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho Nguyên. Còn size nhỏ nhất là 18kg đổ về thôi chị em mình ơi. Còn 18kg đổ về thôi, hết size nhá. Cho em lên cái bộ nó to to bán tặng luôn cho khách luôn chị. Bộ này em bán tặng mấy à. Vàng còn mấy bộ bỏ chị Thảo Nguyên hết kìa. Còn 18 thôi à. Sao 69 này đừng có bỏ lên hết cho em. Này mua thôi, biết này mua thôi. Cái này còn một size đúng không? Cái này còn hoài bà ni chi á. Này, ta dễ mà nhìn chắc cái bộ này nè. Sướng không? Trai gái đều mang được hết, 30, 32 cái độ về, 32 cái độ về. Bộ này chị nói em xem mấy. Bộ này chị nói có 69 nghìn à. Trời gì vậy Thảo Nguyên ơi. Trời cái gì đó, bộ này ngon xe có 69 nghìn á. Ôi trời. Trời trả. Size này là size 32 độ về đó. Mỗi một size chứ, còn mỗi một size tầm khoảng 32 kg. Đứa nào cao cao ốm 35 được, này to. Đứa nào mà cao ốm đến 35 kg, còn không là 32. Chị Thảo Quyên lấy về bán rồi, chị nhặt like thì chị phải cọc trước cho em nhé. Nhặt like phải cọc trước cho em nhé chị Phương Bích. À, kết thúc like này chị ấy qua cho em đi rồi, rồi chuyển khoản cọc qua cho em để em cho nhặt like. Chị Phương Bích 69 nghìn, những con này có mấy bộ cho mấy? 69 nghìn. Cho chị Hạnh Huỳnh bộ. Nếu mà nấy xịn như này nè chị em mình. Quay cặn nhìn này. Ở trong phải là hàng dày 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 cộm xù đâu. Nhìn ở ngoài chị em mình nhìn cặp quần này. Cái này hàng tàu mà. Cái này hàng tàu mà. Cho chị Hiền Liên hai bộ đi vô. Hiền Liên hai bộ. Hiền Liên hai bộ. Cho chị Thi Vũ một bộ. 25 rộng á chị, 25 rộng lắm. Bộ này size to thôi. Bộ này chỉ có size to, một size to thôi. Ờ Thi Vũ. Bộ này chỉ có size to thôi. Tầm phải là 30 độ lên ấy. 30 độ lên. Không có size nhỏ, cái này không có size nhỏ chị Nghĩa Đòn. Ủa xíu là có họ còn HD đẹp. Lại lên luôn cho chị Hiền Nhi Nguyễn nghe, Hiền Nhi Nguyễn. Cái này còn màu đen chứ. Cho chị sô cô la Nguyễn luôn. Hiền Nhi viết liền vô. Đi 69 nghìn chị em mình ạ. À. Chị Phương Mai Bùi có chưa? Nghĩa Đòn không vừa. Nghĩa Đòn không vừa. Cho chị Phương Nhi, à Phương Mai Bùi. Phương Mai Bùi. 69 nghìn cho chị Lê Thuyền bộ. Lê Thuyền bộ. Rồi ai lấy cái này nữa lên luôn dùng cái xịn sò cái này. Còn màu đen cho bác, màu này thì trai gái gì cũng được hết. Còn cái cho chị Nguyễn Lành bộ. Màu này thì riêng cái màu này trai gái gì mà ăn được hết vậy mà nè. Đứa nào mà dài quá thì được cái này có bo. Cho chị Lợi Phan bộ 40 cái này không có chị. Đây đây bộ nữa. Đây chị mà chị cầm bộ nó lấy. Còn một bộ này nữa là hết. Còn một bộ nó là hết. Trời 69 nghìn.
Bộ vàng lúc nãy còn size 20, size 20 khách móc hết rồi chị. Rồi màu đen. Màu đen này cũng cùng size đúng không? Không, 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 không còn đủ ri đâu chị. Em đạp size nào chị chốt size đó chị Thảo Quyên ơi. Đạp size nào chị chốt size đó chị em mình nhìn cái bộ đồ này nè. Nhìn cái bộ đồ gần như ở trong gần như là nhung này. Bộ này hàng tàu nhá. Size này size 32, 35 luôn. À size 32 đổ về. 32 đổ về chị em mình nhìn cái bộ đồ. Cầm màu đen lên là nó không có 45. Cái nào cũng có 45. Nhìn này. Nhìn cái bộ đồ em đi size chị em 69 nghìn này. Cho Nguyên đen nhá. Cái nào nãy trai gái cũng được hết. Rồi đen cho Nguyên. Đen kỳ Ngọc Thanh Võ có mấy bộ thôi. Cái này còn chưa tới chục bộ á. Đen này còn chưa tới chục bộ á. Ui rẻ quá luôn. Comment mã đen 69 nghìn. Chị nào lấy đen 69 comment nhanh tay cho Nguyên nhé. Cái này không có size nhỏ em ơi. Cho chị Sô-cô-la Nguyễn. Cho chị Lê Trương. Cho chị Nguyễn Minh Hiếu. Nó rơi vào tầm khoảng 30-33 là đẹp nhất. Cho chị Nguyễn Minh Hiếu. Cho chị Lê Trần Thị. Cái này không có size nhỏ. Size nhỏ xíu chuyển mã khác. Mã khác nó rẻ hơn xíu. Lê Trần Thị. Cho chị Bích Liên. Cái này không có 21kg. 15kg xíu chuyển cái mã này cô Tê. 15 xíu chuyển cái mã này cho cô Tê. Mã này nhung hết nhé. 32 cho chị Thu. Chị Sương Thu. Cái này cho chị Sương Thu bộ đi. Bỏ 3 bộ cho chị Thảo Quyên. Bỏ 3 bộ cho chị Thảo Quyên. Hết rồi. Hết à. Cái bỏ gì Thảo Quyên 2 bộ. Thảo Quyên 1 bộ, Sương Thu 1 bộ. Thêm ghi lưa trước cho chị Sương Thu 1 bộ đi. Cho chị Phương Nguyễn Tóc Ngăn 1 bộ. Hiền Nguyễn Thị 1 bộ. Hiền Nhi Nguyễn 1 bộ. Hiền Nhi Nguyễn 1 bộ. Rồi. Đây còn Hiền Nhi Nguyễn. Mấy bộ nữa chị? Còn 4 bộ nữa. Chị nó 3 bộ rồi còn 1 bộ. Chị Trinh Nguyễn là bộ nữa hết. Hết chứ chị em mình ơi. Trinh Nguyễn bộ đó. Trinh Nguyễn bộ nữa. Hết rồi chị ạ. Đây cái mã này nè. Cái mã này phân rồi đúng không? Ôi cái này cưng lắm. Đen hết rồi. Bộ xanh lúc nãy còn 18kg à. Còn xanh coban phải không? Chị gì ta? Chị Thảo Quyên. Thảo Quyên. Cưng cho bộ này bộ nhung. Hết bộ nó nguyên hết rồi. Trong màu này trước. Bạn trai gái gì mà cũng được màu này. Thì màu này trai toàn bộ bằng nhung nhá. Con này em sale mấy? Con này thì 79 nghìn nhung toàn bộ nhá. Từ 11 tới 15 kg thôi. Cái này là nhung nha chị em mình ơi. Từ 11 đến 15 kg. Đây luôn chị em mình nguyên bộ này 79 nghìn. Nha chị nào lấy cái này lên mã nhung hồng cho Nguyên. Màu này là màu con trai, màu này là màu gì ta? Màu này màu mắm tôm à, màu rút à. Màu hồng rút. Cái này là trai gái gì mang cũng được hết. Đây luôn trẻ hình 79 nghìn. Từ 11 đổ lên. Nha 11 đổ lên và 15 đổ về là có size. Cái này hàng size nhí rồi nè. 79 nghìn một bộ như thế này nhá. Ai lấy cái này lên mã hồng rút cho Nguyên là được. Có rồi chị Ngô thì Thắm có rồi đó chị ơi. Có rồi em đọc được rồi. Chị nào lấy cái này lên, cái này không có 30kg. Đang đang còn một bộ cho bỏ chị Hiền Liên đi vô. Đang còn một bộ bỏ chị Hiền Liên. Có ra hả? Rồi nha chị nào lấy cái này lên mã rút kèm size cho Nguyên là được. Rút kèm size. Cái này cho Nguyên cho em cắt màu luôn đi chị. Màu rút có màu xanh luôn đúng không? Rồi màu rút và màu xanh. Con này thì em đem trẻ mình là 79.000 bộ này toàn bộ là nhung hết nhá. Bộ này toàn bộ là nhung. 20 không có chị ơi. Nè. Hai màu, màu xanh và màu hồng như thế này. Đấy, từ 10 cái độ lên, 15 cái độ về hai tông nào nhá. 12 15. Bỏ cho chị Thảo Quyền ri nó đi. Ri màu màu này, ri màu hồng. Mỗi màu ở ri đi chị cho dễ bán. Mỗi màu ở ri đi cho dễ bán. Nguyên đi trẻ mình bộ này giá lên trẻ mình là 79 nghìn một bộ nhung. 79 nghìn một bộ nhung nhá. Chị nào lấy chút nhanh tay. Chờ xa 21 sao quá à, khó quá à. 21 có gì? Cho chị mấy cái hot đi nữa đi em. Đây này ngay đó có mấy cái hot đi kìa. Đó xanh xanh á, xanh đó. Ừ. Rút 14 cho chị Hương Nguyễn luôn. Rút cho 14 cho chị Hương Nguyễn luôn. Cái này có mấy cái. Giờ mà lấy size 21 là chỉ có hàng à, bộ xuất hàng thôi. Bộ xuất hàng là có size. Ok cho chị à. Ok chị Thảo Quyên có rồi.
hoặc là bộ nào size 21 ký chị à, chị biết không, rút cho em bộ hàng công ty 95.000, bộ siêu nhân là có size hình như đằng trước còn bao hoa trong nhà, trong nhà ngay chỗ hai cái bao hàng đóng đây này, hai cái tải đó này là có rồi, cho nguyên cái này đang có mấy cái thôi, cái này đang có mấy cái thôi chị em mình, cái này có mấy cái đi luôn chị em mình, con này 55.000 size 16, 55.000, màu này thì trai gái gì mang được hết á, size 15-16, chị nào lấy mũ xanh 15-16 chút nhanh tay luôn dùng nguyên cái này có 3-4 cái thôi, còn lại được 4 cái, con này size 15-16 nhé, chốt lên luôn những mã mũ xanh 55.000, size 15-16 cho nguyên là ok nhé, chị nào lấy mũ xanh chốt nhanh tay mũ xanh size 15-16, 15-16 thôi chị Nghĩa Đòn, size cho chị Nghĩa Đòn, Nghĩa Đòn con lấy 55.000 đi em, 55.000 cái này cho tiết mùa đông này. Cái này cho tuyết mùa đông, cái này cũng ngang ngang size tuyết mùa đông cho chị bé heo này, cho chị bé heo này, rồi cái này cùng một size cho chị Lam Nguyễn, rồi cái này size nhỏ, rồi cái này size nhỏ thôi, cái này size 14 đổ về Lam Nguyễn, còn 14 cho chị Hương Nguyễn là hết này. 14 cho chị Hương Nguyễn là hết này. Hết nhá, 14 chị Hương Nguyễn là hết, xem mấy cái len luôn, rồi len bộ nó sao, bộ lại lẻ đó sao, sao nhỏ đúng không, mấy cái len nó bỏ lên lên em xe máy à, 79 à, 69 à, có 69.000, còn mấy cái quốc len hàng tàu này. Xanh em hết rồi nhá, cái này còn mấy cái quốc len hàng tàu nè, chuẩn tàu luôn, nhìn nhìn nè, 18 kg đổ về là mang đẹp nhất, 18 kg đổ về là mang đẹp nhất nhé chị em mình ơi. Này còn sai à. Hai cái này 18 kg đã. Chị Lam Nguyễn bỏ của chị Lam Nguyễn ra kìa, bỏ của chị Lam Nguyễn ra, bỏ chị Thảo Quyên đi. Bỏ của chị Lam Nguyễn đi, chị Thảo Quyên đi. Chuẩn tàu nha. Con này 18 kg đổ về. Khoác len tàu. Xịn lắm. 69.000 luôn. Chị em mình ơi, phải này chị em mình đi mua, phải mua 120-130.000 ra con này không, ừ, cho chị Thanh Tâm cái, thì Trần Nguyệt cái, Thanh Tâm cái thì Trần Nguyệt cái, cái này size to hơn 69.000, cái này size to hơn, size nó bị ở trong này mất tiêu ấy. Đây cái này cho chị, cho chị Ly Nguyễn, 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5 hết rồi, chị Thảo Quyên hết rồi, Thảo Quyên hết rồi, có cánh đen nè, Thảo Quyên, còn lại đi Thảo Quyên, hết lên nha chị em mình ơi, hết lên, hết mã đó rồi, tiếp luôn dùng nguyên cái này, cái này từ xe máy tới xe máy chị cho em lên luôn phát đặt xe nhỏ này, từ từ máy đến máy ký đó, 18 tới 13 ký hàng xe nhí, bộ này chắc đẹp lắm, bộ này chắc rất là đẹp luôn nè, bộ thun lạnh nhá, nhưng mà xe nhí không, từ 8 đến 13 ký, 8 đến 13 ký nha chị em mình ơi, em đi luôn chị em, bộ này 43.000, 43.000 phải đẹp lắm luôn, mũ mũ xanh hồi nãy hết rồi chị, cái này từ 8, cái này mà dòng này chị em mình đi mua cho mấy đứa sơ sinh mùa này mang được, giờ mang được rồi không đợi tới lạnh nhá, riêng cái dòng này giờ mang cũng được rồi, buổi tối là mang cho nó, những cái bộ này là ok rồi, không đợi tới trời lạnh nhé chị em mình ơi, em đi luôn chị em mình, bộ này 43.000 nha, comment mã bộ nu nào nè, trai gái gì mang được hết, màu nu cho Nguyên nhá, comment mã nu kèm size từ 8 đến 13 kg mang ok, đi chị em mình bộ này 43.000 thì bộ này quá là rẻ, bộ này chắc đẹp, vừa chắc đẹp và giá này quá ok nha, chị nào lấy cái này lên màu nu cho Nguyên kèm số ký luôn vừa được nhá, bộ dài tay 8 đến 13 kg đi chị em, đồ này 43.000, nói thật sự là em tính từng nghìn, 35 không có chị ơi, cái gì chị Khánh Linh Nguyễn Hồng, 13 chị Trang Lê, 13 chị Trang Lê, 13 chị Trang Lê, 10 cho chị Phan Loan, 10 chị Phan Loan,
8kg 3 bộ 3 màu cho chị Lê Thị Thu Thúy. Được 3 bộ 3 màu không? Có. Lê Thị Thu Thúy 43.000. 13 cho chị Phương. Từ từ Phương Nguyễn nào đây nè. Phương Nguyễn 901. 13kg cho Phương Nguyễn 901. 13kg cho chị Kim Anh Đặng. Kim Anh Đặng 43.000. 13kg cho chị Nguyễn Thị 710. Nguyễn Thị 710. 11 cho chị Lam Chục. 11 chị Lam Chục. 8 còn không? Còn. 8 chị Hoàng Nina. Hoàng Nina. 8 chị Đào Trương. 8 cho chị Hồ Kha. Còn 8 nữa không? Đây nè. 8 chị Đào Trương có rồi đúng không? Hoàng Nina có rồi. Rồi ok. Rồi nhá, chị nào lấy nu nữa lên nu chung là được. Ai lấy nu nữa lên nu. Bộ kia còn ri hả chị? Bộ kia kìa. Bộ nào? Bộ này một ri duy nhất à? Bộ này một ri duy nhất. Từ 10 đến 13 kg. Lên màu đậm cho Nguyên nhá. Màu đậm. Chị Kim Kim Anh Đặng cho chị thêm một bộ 13 kg nữa đi. Hồi nãy có một bộ rồi. Màu khác đúng không? Ờ, giờ cho màu đậm đi được. Rồi cho Nguyên màu đậm. Màu đậm này có ri duy nhất à? Giờ đến 12 kg nữa thôi là hết. Cái này từ 8 đến 12 kg nữa là hết. Con này giờ còn từ 8 đến 12 kg nữa là hết nhé chị mình ơi. Chị nào lấy màu đậm comment đậm cho Nguyên. Chị Lê Thị Thu thấy có rồi đấy chị. Có rồi chị. Màu đậm nhá, nô chị Hồ Kha có rồi đấy. Rồi cho Nguyên màu đậm. Superman nè. Rồi nha, ai lấy màu đậm lên màu đậm nhá. 8 đến 10 12 kg nữa thôi. 43.000 bộ chị em mình nhìn chắc. Chắc nè. Mềm nhũn nhũn luôn ấy nè. Mùa này đã mang đẹp rồi. Chứ không đợi đến mùa lạnh nhá. Đấy chị nào lấy cái này màu đậm. 14 kg không có đâu chị, cái này không có 14 kg. Cái này đến 13 kg thôi. Hai toàn xây nhí. Cái này toàn bộ là xây nhí. Ai lấy cái này nữa lên luôn giường nhá. 43.000. Rồi màu này, màu rút nữa là hết. Màu rút nữa là hết, chắc nè. Còn này dòng này dòng thun lạnh ấy. Dòng thun lạnh ấy. 3 màu 8 kg rồi cho chị Hồ Kha, 2 màu còn lại 8 kg nè. Hồi nãy màu nu rồi. Giờ màu đậm với lại màu rút này nữa. Màu đậm với màu rút cho chị Hồ Kha. Rồi nhá. Ờ, hồi nãy là có màu nu rồi. Giờ là màu đậm với màu rút nữa. Rồi nha, chị nào lấy rút nữa là hết. Comment rút cho Nguyên là 1 cái 10. Comment rút cho Nguyên nữa là hết. Rồi nhá. Được từng nớ, được từng nớ màu thôi. Rồi em lên cái này. Rút 13 chị Nguyễn Thị 701 à. 710. Nguyễn Thị 710. Rút 13. Thế. 12 13 nó cái này hàng giả mà. Thế thì bỏ ra 30 kg không có. Thế gì Nguyễn Thị không có nhá, còn 12 kg đổ về thôi. Còn 12 kg đổ về thôi chị. 11 cho chị Lam Chục. Rút 11 chị Lam Chục. Hai cũng được. Quần nỉ nhung có. À, quần nỉ nhung bé trai không có. Mình có quần lót lông này. Gái này, quần legging cũng có. Quần legging có, áo gió thì là chị em mình khoan qua tuần là có. Áo gió là qua tuần có hàng đẹp luôn ý. Cái hàng giống như hàng của người lớn ý. Thì mang cặp mẹ và bé được. Đấy, đặt cái mã nớ về để mang cặp mẹ và bé. Qua sang tuần là có, chắc sang tuần là chắc chắn có. Ngày mai ngày mốt ra hàng là ngày mốt có hàng là sang tuần là có mà like. Rồi cái này lên cho Nguyên này. Bộ này hàng công ty nhé. Bộ này chắc siêu đẹp. Khách nhà Nguyên toàn mua mấy bộ không à. Cái này em lên từng ri nha. Lên từng ri nha chị em mình ơi. Bộ này em nói là siêu đẹp luôn. Từ 10 cái độ lên. 10 cái đổ lên, 22 đổ về. Cái này không có xây to. Chờ vài hôm nữa lại có hàng công ty xây to. Thông thả. À 28 cái hay là chị lấy hàng bộ xuất hàng có không trời. Xuất hàng giờ còn lẻ tẻ. Binh cho em mấy cái hết đi luôn chị nghe. Sẽ binh hết đi luôn cho em. Rồi cái này đang có size từ 10 cái đổ lên, 22 cái đổ về có size.
Mã này con đi chị em 95.000. Bộ này em nói ít nhất chị em mình mua 135.000. Bộ size to 5 ngón Nguyên đi mua cho cháu là size to hơn cái này, size 32 35 175.000. Y hàng này luôn 175.000. Mã này em đi chị em 95.000. Mã này đi 95.000. Cái có đủ ri không đang biết. Đây, cái không có 22, mã này không có 22. Mã này không có 22 rồi chị ơi. 22 khách lấy mất tiêu rồi. 95.000. Cái nào không có 22 ký rồi. Không, cho chị Thanh Tâm. Bóc hết cho em cái đổ cái hàng công ty đi ra chị mấy. Cái này em tự bóc xanh được. Từ 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 từ. Size 16 có này chị Trần Nguyệt. Size 15, cái này em đang còn lẻ tẻ size vỉ này đã lên rồi. Size 15. Size 15 chị bé heo. Còn size size 11, size 13 và size 14. 11, 13, 14 chị em mình lên cặp thì hơi khó. 11, 13, 14 95.000 nhận cái bộ này về sướng chị em mình ơi. 11, 13 và 14 ký. Ai lấy cái này lên luôn dùng đi nhé. Chị ơi chốt đơn xong là đi đơn rồi, em giờ em cũng không 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 biết là đơn chị chốt chưa nữa kia. Không. Cái gái nó từ từ. Cái gái nó hàng xe đại cồ. Xe đại cồ chị. Cái này hết 21 ký rồi chị. Còn 15 ký độ, 15 ký độ về nữa thôi. Cái này còn 15 ký độ về trong màu này thôi. Cái này vì là khách đã bóc rồi. Đã lên like rồi nên là nó còn lẻ tẻ size thôi. 13 cho chị Hồng Hoàng Phạm luôn. 15 cái này bông trang được nè. Ủa xuất hàng từ từ chờ em xíu chị ạ. 15 chị Trang Lê bộ này ok luôn nè. 15 chị Trang Lê bộ này nè. Rồi còn bộ 10 11 ký nữa lấy. Rồi vàng Nguyên có các size nè. Vàng 11, 10 11 ký nè. Vàng 15 nè. Vàng 13 nè. Và vàng 17. Rồi lên mã siêu nhân vàng cho Nguyên là được. Comment lên mã siêu nhân vàng cho Nguyên nhé. 95.000 ở Trang Lê ghét. Ui, cái vải này chị em mình ơi. Mười tám ký à? Mười một hồi nãy vậy Phương Ngân. Mười một hồi nãy còn bộ thả xuống ở đây 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 chị Phương Ngân. Ở 17 cho quý đặng cũng được đúng không? Ok 17 cho quý đặng. Cái này đang không có 20. 13, 15. 13 nè. 15 rồi còn 11. Cái này chị Phương Ngân. À quên lộn cho chị Thảo Nguyên. Thảo Quyên. Chị Thảo Quyên ơi lên trước địa chỉ. Ừ. Chị Thảo Quyên ơi lên trước địa chỉ, lên trước số điện thoại luôn trên live cho em đi. Quên. Chị nào bữa sau ấy thì cọc cạc trước cho em rồi mới nhận nhé. Chị lên địa chỉ, lên số điện thoại trước trên live cho em đi đã chị Thảo Quyên. Rồi còn một bộ size size 11 12 cho siêu nhân vàng nhé. Phải đã chị em mình yên tâm. Ừ có bộ nào, trừ cho quý một bộ màu vàng đó. 17 ký rồi đó. Cái này 11 12 ký nhìn cái bộ đồ này. Mà đi cho chị em mình bao nhiêu tiền? 95.000. Ok chị Phương Ngân. Chị Thảo Quyên ơi lên thông tin cho em đi đã. Nhá, lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em đã. Không. Còn một bộ size 11. Còn một bộ size 11, chị nào lấy chút cho ta. Ai? Hồi nãy màu gì rồi? Rồi lên mã này. Ok Thảo Quyên. Rồi lên mã này vàng cho Nguyên. Này lại vàng này. Lại vàng cho Nguyên này, siêu nhân vàng cũng còn. Còn bộ 22 ký khách bóc hết trơn rồi. Sai 17 ký đổ về màu vàng. Từ 10 ký đổ lên 17 ký đổ về màu vàng. Chị nào lấy vàng kèm size cho Nguyên là được. Vàng kèm size nhá. Rút cho em ít cái quần legging giùm em nữa chị. Coi legging là còn tới size mấy. Ờ 17 cho chị Hương Ca. 17 cho chị Hương Ca. Rồi còn 15 đổ về. 10 cái đổ lên 15 đổ về 95.000 bộ này. Hàng này là hàng công ty nha. Còn 15 đó, 15 chị Thảo Quyên. 15 chị Thảo Quyên. Rồi nhắc mới còn 10. À đây, đây con để chị Thảo Quyên. Rồi Nguyên còn 13, 14 đổ về thôi. 10 đổ lên, 13, 14 đổ về 95.000. 10 đổ lên, 13, 14 đổ về và đi 95.000 nhé chị em mình ơi. 17 ký có. 17 ký có, chờ Nguyên xíu không xíu. Rồi ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên có. Ồ nãy giờ lên bé trai nhiều, lên một ri bé trai nữa thôi. Em chuyển cho chị em mình bé gái nhé. Một ri bé trai.
cho chị một ri bé trai trong này. Rồi chuyển bé gái dẹo mình. Một bé sấy to. Hàng này hàng hè rồi. Ừ, có thì lên chứ. Xây lớn tí nhưng mà đang cái này là hàng, để coi là hàng gì, hàng thu hàng đâu. Được không? Hè được không chị em mình ơi? Hàng hè được không? Bộ này là hàng 1 lẻ mấy chị? 1 lẻ 9 hay là 1 lẻ 15 này? Bộ hàng công ty này 1 lẻ 9 hay 1 lẻ 15? 1 lẻ 15. Cái này đang còn size 32 kg. 32 kg là hàng công ty này chị em nè. 32 kg á. Đây luôn chị em, bộ này 95 nghìn. 16 tới mắt. Bộ này em đi chị em nó 95 nghìn. Còn bộ thôi 95 nghìn nha. Ha, hàng 109 nghìn. Cái này còn hàng hàng sót lại mấy bộ à. Trái giờ Lê Trần Thị đã xả 95 nghìn. Xả 95, giá này giá xả nha. Giá này là giá xả nha. Đây còn bộ size 35 kỳ Lê Trần Thị. Lê Trần Thị. Rồi màu xám size 30. Và xám size 28. Xám size 30 và xám size 28. Cái này em để luôn, bán tặng luôn. Giá này chuẩn bán tặng luôn. Size 28 30. Cái này 32 đổ về. 28 đến 32 còn được 2 bộ. Đi 95.000 bộ này luôn. Hàng công ty nha. Cái này là hàng chị em mình hay đi mua là 150, 130 đến 150 nghìn một bộ hết. Nhá, xám 30 chị Linh Nguyễn này, rồi còn 32. Còn 32 nhá. Còn 32 cái độ về, còn một bộ xám 32 cái độ về, chị nào lấy xám 32. Chốt xám 32 luôn chung nguyên là ok. Cái này cho chị là Linh Nguyễn. Không, Linh Nguyễn là lấy em lấy số 9 á. Lấy số 9 cho chị. Còn 32 cái độ về, chị nào lấy 32 lên 32 chung nguyên là được. Em lên ri bé gái đi sang cho chị em mình một xíu. 28 hết rồi. Xíu nãy hàng đông hàng hệ còn ít là em bỏ lên, từ từ thông thả chờ một xíu xíu. Thông thả chờ một xíu xíu nhé. Giá này có 1 ri. Giá này có 1 ri từ 10 độ lên 22 độ về. Đẹp chưa? 82 chị Ngọc Phượng. Ngọc Phượng. Linh Nguyễn này là Linh Nguyễn đuôi 020. Đuôi 020. Chị tấm cái bao cam vô trong trong cái chỗ hàng bé kìa. Có cái gì hè cũng được. Bao lỡ like hàng bé rồi like luôn. Cái này có 1 ri thôi. Cái này sáng không có 18. Xanh. Bộ xanh bé gái 95.000 bộ này. Vải đã lắm luôn chị em ơi. Bộ này em đi 95. Yên tâm chị em ơi. Bộ này em lại chưa tới 10.000 mà nhập số lượng nhiều nhá. Em lại chưa tới 10.000 một bộ này. Em thiệt luôn, không nó đi chưa tới 10.000 chị em biết. Em bán like chủ em chạy số lượng. Em like một lần là khách chốt một lượt. Em có đặt cái khoác xanh ngồi sau bên phải rút thẳng lên. Rồi lên xanh cho Nguyên á. Nguyên cái bỏ ra gần cả 100.000 lại chưa tới 10.000 là chị em biết. Em chủ yếu là em chạy số lượng. Size 16 chị Thu Hải. 16 chị Thu Hải. 16 Thu Hải. 22 chị Đào Ly. 22 Đào Ly 95 nghìn. 22 chị Đào Ly. 20 hết. 15 cho chị Nguyễn, Nguyễn Phương. 15 chị Nguyễn Phương. Nguyễn Phương Quảng Nam 901. À không, Nguyễn Phương 474. Em ghi rõ Nguyễn Phương 474. 15 cho 15 hết rồi. À đây 15 này được cho chị Ngọc Phượng. Ngọc Phượng 22 em hết rồi. 22 hết rồi. Còn tầm 18 kg nè. 18, 13 và 10, 11, 12. 18, 13, 18. Lấy 17 Liên Nguyễn Hình Bếp. Để hết 20, nãy giờ Nguyễn Hữu Linh sao chưa được bộ nào luôn ấy. Màn chi mà chậm quá thì vải nó đẹp cực kỳ luôn. Em nói thiệt sự luôn, nhận cái bộ này về đi cho nó sướng cái dạo mình ơi. 18 hết rồi. Còn 12, 13 cái đổ về thôi. Nè. Đã thôi rồi luôn. 12, 13 đổ về thôi, hàng công ty hết nha chị em mình nhé. Em lại chưa tới 10.000 bộ này đấy. Nên là chị em mình nhanh tay. Chị em mình đi ra ngồi mua đó. Thiệt luôn, những cái bộ này toàn bộ rẻ. Người ta bán chị em 135.000. Rẻ là 135.000. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Xanh. Comment xanh cho Nguyên là được.
xanh kèm size cho Nguyên là ok đấy. Chốt xanh kèm size còn 2 size. Xanh còn 2 size. Xanh còn 2 size. Rồi lên hồng cho Nguyên. Chị Nguyễn Phương có rồi. Chị Nguyễn Phương có rồi đó chị Nguyễn Phương. Hồng này 22 độ về. Hồng này có thằng ri, sao nó lộn xộn số vậy ta. Này đã bóc ra chứ mà lộn xộn ghê đi hà. 21 còn 2 số nữa. Có trong bịch nữa có hồng. Còn hồng. Bé gái mình đã bán đâu hè. Đã hết cái bao nó qua đây cho chị đi chứ. Xíu này bị lên luôn. Rồi lên hồng cho Nguyên. Hồng 22 chị Thanh Tùng đổ. 95 chị Thanh Tùng đổ. Hồng 13. 13 con này hơi rộng xíu. Hơi rộng xíu nhá. Hồng 13. Hồng 13 cho Phương Nguyễn 901. Phương Nguyễn 901 21 hết rồi. 15 cho chị Ngọc Phượng. Rồi còn 17 18 cái đổ về. 13 hết nhá. Còn 17 18 đổ về. 13 lấy xanh đi chị. 18 cho chị Liên hình bác. Rồi còn 15 16 đổ về thôi. Dạ 13 chị lấy xanh đi, có sai nè. Chị Phương Nguyễn ơi. Hồng chị Ngọc Phượng có rồi. Hồng Linh Sa, chị ơi bộ này 95 nghìn. Mình hứa Linh Sa lên sao rồi, xa 20. 20 hết rồi em. Còn này tầm 10 16 cái độ về là ok. Còn một hồng 16 thôi. Còn một hồng 16 nữa thôi, chị nào lấy chốt nhé. Mỗi một hồng 16 thôi, chị nào lấy hồng 16 comment lên cho Nguyên nha. Đẹp lắm. Còn 13 thì còn màu xanh. 12 còn màu xanh, hồng 16. Có nào khi chiều cho Nguyễn Hữu lên sao bộ. Nguyễn Hữu lên sao. Cái này 12. Đến coi cái này lại. Cái này chiều cho Nguyễn Hữu lên sao màu này nha. Cái gì toàn lên sao không á. Ok không nè. Màu này còn có một bộ. Xe 13, 14. Hồng nhạt 13, 14. Rồi còn màu hồng ca. Hồng ca 18 cái đổ về. 13, 17, 18. Còn được 3 bộ màu hồng ca. Hồng trừ cho Nguyễn Hữu lên xa rồi. Hết 20 luôn. Hết 20. Hết 20 nhé. Hồng nhạt 13 cho chị Phương Nguyễn 901. 14 giờ số này hơi bị to. Hồng ca. Từ. Hồng nhạt đây. Hồng nhạt đây, hồng nhạt cái này cho chị Phương Nguyễn này. Còn cái hồng cam rồi. Hồng kia cho chị Hương Nguyễn đi. 18 cho chị Diệp Chi. Rồi còn 16 đổ về. Còn được một bộ 16 cái đổ về. Một bộ 16 cái đổ về nữa chị em mình. Đẹp lắm. 16 chị Ngọc Phượng luôn nè. Phải nào mà về mà không mê nữa thì thôi luôn hè. Hết rồi nha. Cho chị Ngọc Phượng. Còn màu hồng này còn được 2 bộ nữa là hết. Hai bộ màu hồng này. Size 17, hồng đậm 17, hồng đậm 12. Xanh 13 và xanh 12. Hết nè. Tạm hết nhé. Tạm hết mã này nha chị em mình ơi. Đang còn bộ này size 95, size 25. Size 95, size 25, 28. Hàng công ty nhé. Cái này là hàng công ty nhé. Size 95 và size 25, 28. Thì chị nào lấy cái mã này lên mã vàng 95 size 25 28 cái độ về là chốt đẹp. Ai lấy vàng comment lên vàng cho Nguyên là được. Hồng 16 hết rồi. Hồng 16. Từ. Hồng 16 đây, hồng 16 chị Khánh Nguyễn rồi. Bộ 21 kg thì giờ tìm trong bộ xuất hàng thôi. Thì giờ tìm trong bộ xuất hàng mới có. Rồi cho Nguyên cái này size 25-28. Nhung tam này Nguyên sale 89.000. Còn màu hồng, màu nâu và màu xanh 52 đổ về là chị em chốt đẹp. Hồng, nâu, xanh 52 đổ về là chị em chốt ok nha. Rồi em đang tiếp chị em mình đi bộ bé trai này nữa nè. Cho chị một cái xuyên ngang nhẹ nè. Màu vậy đó. Có không có gì.
Siêu nhân nhện ca, và 28 này chị Thảo Lam 95 luôn, 95 nốt luôn. Hàng này cũng đang đi 109 này, 119 đang đi 119 gì. Rồi cái này Nguyên đang có từ 25 đổ lên 32 đổ về cho một cao, 32 đổ về. Chờ giờ mà hiện tại bộ xây đại em chỉ còn hàng này, hàng tay cọc này thôi. Lấy cái áo này cho chị Minh Minh, hai hồng hai nâu, hai xanh mỗi màu hai. Minh Minh mỗi màu hai. Rồi cái này Nguyên đang có cam này size cho bé nhà mình từ 25 đổ lên và 32 đổ về có size. Được 3 bộ là hàng công ty nhé, chắc thì bao phê rồi. Này khách mua nhiều rồi, khó phải đăng tăng. Bộ hình ngôi sao phía sau lên. Dạ chị ơi, váy đó. Váy đó chứ không phải bộ đâu chị ơi. Hai hồng, hai xanh, hai nâu hả? Ừ. Được một nâu. Đen. Hỏi chị cái đen. Bỏ vô. Bỏ xanh nào chị Sáu Hiền Lành ơi. Rồi cam lên nước chung yên nhá. Bộ này bây giờ mình nó 95 nghìn. Cái này là chị Minh Minh. Cam size 32 Lê Tằng Thị. Rồi còn 25 đổ lên 30 đổ về cho màu cam. 20 đổ lên 35 đổ về cho màu cam. Nguyên đi luôn chị em mình, bộ này giá lên chị em mình 95 nghìn nó. Hàng này Nguyên đang đi 115 119 gì đấy. Chính xác. À phốt xanh á. Rồi cam 30 cho chị Thảo Lam. Phốt xanh này cho chị Sói Hiền Lành. Còn không em? Còn chị Sói Hiền Lành cả. Rồi nhá, còn được một cam từ 25 28 kg. Nhá, còn được một bộ cam, chị nào lấy cam 25 28 chốt trên tay cho Nguyên là được. Cam 25 28 kg, chị nào lấy cam 25 28 chốt trên tay cho Nguyên nhé. Cam 25 28. Khoác nớ à, khoác nớ là sale 89 000. Đẹp. 89 000. Còn màu chi không em? Đồ dài còn, còn màu chi nữa không? Cái này có xe đại này, màu này có xe đại này. Còn màu hồng rút này nè, con này lên form đẹp lắm. Ê, có cái nào này đẹp kia đi vô, ở vô. Cá nè mấy. Cá nè. Cái này dòng nhung găng. Cái này cho chị nào đó. Xanh còn không? Không, thấy rồi, cái xanh này nãy chị nói cho rồi. Chị mà cho chị đặt mà không có. Sói Hiền Lành. Thấy xanh rồi quý ơi. Cái nào hồng rút nó đẹp nè, cái này lên form đẹp lắm. Có hai cái này dòng nhung găng, à dòng găng. Cái này là dung nhung găng, còn cái này dòng găng, cái này cũng xinh nè. Cái này lên form cực đẹp, đem ăn thử cho chị em. 89 nghìn. Hàng này bình thường là đi 105. Bình thường đi 105, có cái màu xanh cốm này em cưng nè. Chắc nè. Xanh cốm này chắc nó mỏng hơn cái kia xíu. Xanh cốm này chắc mỏng hơn nhá. Đi dạy mình 100 lộn 89 nghìn. Size 52 đổ về chị em chắc ok. Phong đẹp lắm. Hồng cho quý đặng. Màu hồng này cho quý đặng. Hồng rút. Còn chị nào thích cốm lên cốm luôn dùng Nguyên nhé. Chắc này 52 đổ về đẹp nhất Nguyên 52kg đó. Đó, ai lấy cốm lên cốm, ai lấy hồng nhạt lên hồng nhạt cho Nguyên 89 nghìn luôn. Rồi cái bộ này có size bự. Thế. Ừ. Bộ này có size bự. Từ 25 đổ lên 37 đổ về. Dạ. Thì vô Zalo mà chuyển khoản rồi đi không đồng, nhắn tin là kêu em cho lại địa chỉ cái cốm này cho chị Hồng Hoàng Phạm 89 nghìn. Hồng Hoàng Phạm luôn, ok chị Hồng Hoàng Phạm 89 nghìn. Rồi màu này cho bé nè, size này dành cho bé nhà mình từ 25 đổ lên, 25 đổ lên và 37 cái đổ về có size. Áo khó có, chị có màu đen hả em? Đây đây, có cái màu đen nữa nè. Cái này gần như hết hàng rồi, còn có mấy cái nên là Nguyên hết sạch luôn. Em đi 89 nghìn một con. Cốm em hết rồi chị Thanh Trinh. Có một cái màu cốm, màu đen đây nè. Đen răng đây nè, để mang thử màu đen thì em mình xem. Con này mà đang mang cái bò ra trong lên form đẹp lắm. Ok quý có cái hồng rồi. Quý có cái hồng rồi quý ơi. Năm mươi hai đổ về là chị em chúc đẹp con nè. Đây màu đen đây nè, đen còn đen còn hồng rút. Đây chị nào hỏi đen thì chút đen, đen hồng rút 52 đổ về là mang ok.
nhìn nè, nhìn nè, nhìn gọn không? Đấy, mai con áo này kiểu người ta làm cái kiểu mai này nên là cảm giác áo hết đi em có cảm giác eo của chị em rất là nhỏ, eo rất là nhỏ, có hết đi bé cho em xíu. Để cho Đào thì điện cái màu đen đi, để Đào thì điện cái màu đen, bộ xám 25 thì Lê Nhung Lê 95, hai bộ này cho chị Lê Nhung Lê 95. Phải cái cốm mà màu hồng là sao? À y cái cốm mà màu hồng chị Thanh Trinh, y cái cốm mà màu hồng nữa ra rồi, y kiểu răng răng nhé, không? Đó đó đây này, đây này, đây này chị Thanh Trinh. Cái này là Lê Nhung Lê đúng không? Ờ bộ này Lê Nhung Lê. Rồi Nguyên đang còn size 30 đổ lên, 37 đổ về cho cái bộ màu xám của bác. 37 đổ về. 30 đổ lên, 37 đổ về nhá. Thì nào lấy mã này lên mã bộ xám 95 chung là được. 30 đổ lên, 37 đổ về là ok. Huyền à, bóc cho Nguyên cặp à, hết đi bán mà lại tàu 105 gì. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này. Đây luôn trẻ mình bộ này là 95.000 đó, người nói chưa bao giờ có giá này hết. Em giờ em còn màu hồng rút với màu đen nữa là hết hàng rồi, không còn hàng chị. Còn hồng rút với đen nữa là hết sạch rồi. Còn máy cá đây 89.000. Rồi lên mã bộ xám cho Nguyên nhé, kèm sai. Từ 20, từ 30 đổ lên 37 đổ về. 30 đổ lên 37 đổ về nhé. 35, 35 cho chị Ngọc Phượng luôn. 35 chị Ngọc được. Rồi ai lấy xám thì chốt xám. Sale luôn kẹo bằng 95.000. À cuối mùa em xả lung ấy. Em xả lung chứ còn không 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 bán giá này. Thật sự là không bán giá này. Còn màu xanh này luôn. Màu xanh này luôn. Xanh này cũng như thế. 30 thôi chị ơi, 30 thôi. 55 cái không có. 30 thôi chị có tiền với gì? Chứ không có 37. 37 thì kiểu màu khác. Ở bãi chuyển màu khác thì Ngô Tường Vy 30 đây. Ngô Tường Vy 30 này. Ngô Tường Vy 30 này. 95.000. Rồi thì chuyển qua màu xanh size 37 đi. Màu xanh này có size 37. Lên xanh cho cũng được. Xanh này thì có 37. Nguyên đi luôn trẻ mình lại. 95.000 xanh. Có 37 ký luôn. Ai lấy xanh chốt xanh 95 cho Nguyên là được. Chị nào lấy xanh 95, comment xanh 95 cho Nguyên là ok. Kèm số ký. Xanh 35 cho chị Như Ngọc có kêu rồi. Xanh 35 chị Như Ngọc. Xanh 35 chị Như Ngọc. Rồi ai lấy xanh nữa lên xanh cho Nguyên nhé. Comment xanh cho Nguyên là ok. 95.000. Ủa sáng 30 có rồi. Áo khoác 5 không, áo khoác tầm 52 đổ về thôi chị. Tầm 52 đổ về thôi. Chị Thảo Quyên. Xanh 3 xanh 2 từ từ. Xanh 25 với 35. 37 thì Ngô Tường Vy đã nè. Ngô Tường Vy đã nè. 25 nè. Xanh 25 nè. Xanh 25. Xanh 25 nè. Xám 25 luôn à. Xám 25 không còn rồi. Xám 25 khách chốt rồi. Xám 25 khách chốt rồi. Xanh 30 thì lợi phan. Lợi phan. Rồi còn xanh 32. Xám 35, xám 32. Đấy, gần như là hết cái này luôn. Được mấy bộ nữa. Còn màu hồng, à còn màu vàng. Còn một ri màu vàng nữa là hết. Còn ri vàng nữa là hết nè. Còn ri vàng nữa em đi nắp luôn trẻ mình là 95.000. Còn được 43 cái này không có thôi. Không có. 25 độ lên. Vàng 25 độ lên 37 độ về. Cho Nguyên vàng nhé. 25 độ lên 37 độ về là có xanh. 25 độ lên 37 độ về là chốt ok cái này. Đó, chị nào lấy vàng comment vàng cho Nguyên là được nhé. Lên vàng 25 độ lên 37 độ về. Hết màu, xả 95 luôn. Nha, chị nào lấy vàng comment vàng cho Nguyên là được. Xả 95, giá này là giá xả nhé. Hàng này cũng đang đi 100 mấy nghìn. Vàng cho chị Ngô Ngọc Thắm vàng 25. Ngô Ngọc Thắm này. Ngô Ngọc Thắm 35 cho chị Như Ngọc. 35 cho chị Như Ngọc. Không có 35 à. À đây, 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 đây. Như Ngọc quen. 25 Như Ngọc. Như Ngọc.
Cái này cho chị Thảo Quyên. 37 cho Ngô Tường Vi là hết vàng. Cái chị Thảo Quyên à. 37 hết. Lên nó váy bé phía sau rồi, hết vàng rồi chị em mình nhé. 95.000 hết vàng rồi. Hết vàng rồi chị. Còn chi đâu? Đấy. Không. Cái size 12 á. Size 12 Ngô Tường Vi. À không, từ từ không phải. Chị Ngô Tường Vi size 30 thôi à. Thế cho à, Ngô Tường Vi size 37 đúng rồi đó. Chị Ngô Tường Vi đúng rồi. Còn một bộ hồng 95 dài tay, size cho bé nhà mình 15 kg đổ về. 15 kg đổ về có một bộ. Ha ha ha. Cái này ghi size ở ngò bì được không? Đi ra đi. Chiếc bé em còn chiếc đùi 43 kg à thôi. Được. Được. Được đó. Nhím 22 kg rồi mà cái này nhím mặt thanh thang. Nhím mặt thanh thang. Không bỏ. Nó là cho người mẫu thử rồi đó. Cho nó chuẩn form rồi đó. Cái này bộ 95 bộ size nhí rồi. Cái này bộ 95 bộ size nhí. Chiếc bé gái hả chị? Cho con lố chiếc bé gái với. Dung. Trong kho. Bộ hồng 15 hồi nãy thì Ngô Tường Vi 95. Chị bé gái chiếc đùi á. Ủa nó có hồng lít, có hồng lố ở ngoài. Cái này cho Ngô Tường Vi. 95 nghìn. 95 nghìn. Ngô Tường Vi. Rồi cái bộ này Nguyên đang còn size 12 nè. Size 13 nè, size 15 nè. 12, 13, 15 và 10. Và 22. 22. Mã này 95 nghìn. Nha, chốt mã siêu nhân cam. 22 kg nè. 12, 13, 15. 95.000 siêu nhân cam. Chị nào lấy siêu nhân cam chốt siêu nhân cam cho Nguyên là được nhé. 12, 13 và 22 kg màu cam. Chị nào lấy cam chốt cam cho Nguyên được. Comment cam cho Nguyên kèm size. Chốt cam lên kèm size cho Nguyên là ok nhé. 95.000 cái bộ này nha chị em mình ơi. Còn một bộ màu xanh thang này size 35. Bộ xanh thang này size 35. Lên mã thang 35 cho Nguyên là được. Ôi cái bộ này sắc nát. Đây luôn trẻ mình bộ này 89.000 luôn còn được bộ. Nha 89.000. Chị nào lấy cái này lên mã nát. Cam 12, 15, 22. Rút mẫu thôi người ơi. Cái này Thảo Quyên size còn đến 25 kg. Thảo Quyên thấy luôn đúng không? Ừ. Đấy. Xe to không có xe nhỏ à? Ừ. 30 có à? Xe 2XL. Cái này chị em cứ lên số ký đi. Có thì em không có thôi nhé. Hai cái này chị em lên số ký đi. Giờ còn lộn xộn sai lắm. Nha cứ lên số ký cho Nguyên là nếu mà có sai Nguyên bắp mà không có sai thì thôi. Đây quần chiếc bé này. Ừ, có thì chừa hết. Ê cái bộ nó ra hồi nãy quý đặng không chốt bộ nào 18 kg mà không chốt mấy cái bộ này. Trời. Đây nè. Ghi chip lại. Trai gái cái bộ này mà sao không chốt quý ơi? Đây nè, cái bộ này hồi nãy sale mấy tiền cho lên mẫu đi. 89.000. Bộ này mà sale có 89.000 mà không tắt nè. Bộ thể thao này nè. Chiếc bé gái vậy mình cứ lên đi 75.000 năm con. 75.000 năm con nhưng mà có sai Nguyên bóc cũng còn sai thôi nha, chứ không kêu là chị chốt lên like rồi mà sao giờ không có hàng. Cứ lên có sai Nguyên bóc vì giờ nó đang còn loại tệ sai lắm. Lên sai có sai Nguyên bóc mà không có sai thôi nhé. Không có chị Nguyễn Đạt ơi. Nè. Rồi nhá chị nè, đây này cái này đang còn sai 20 đổ về nè. Chị em cứ lên chiếc bé cho Nguyên cái bộ này mà không chốt cũng quý. 89.000 nè. Bộ thể thao mà hàng này là hàng bộ mì nữa, chắc xứ. Chắc vải đã lắm mà 89.000.
Bộ này lúc nãy ai chưa có chút nè. Chứ bé gái sợ không còn size nhỏ đấy. Đa số là size to chị em mình nhé. Đa số là size to. Đây bộ thể thao. Bộ thể thao đi chị em mình 89k một bộ. Chị em mình cứ lên chiếc bé gái có size nguyên bóc không có size thôi nhé. Cái này cho chị Ngọc Phượng luôn đó sao. Có cái gì Ngọc Phượng à, 89 cho Quý Đặng luôn, đằng sau lưng ông xã 89.000. Chị Ly Nguyễn bộ. Bộ đó đẹp, Nguyễn Thiệt. 16kg hơi rộng chị Sang Võ. Được không? 16kg là hơi rộng đó, chị ok một chút. Con xin đây, đưa hết cái cặp nó đi. Không, Quý Đặng một bộ này. Quý Đặng một bộ cho chị Ly Nguyễn một bộ. Chị Sang Võ ơi, hơi rộng chị lấy không? 25 đang hết nào đó rồi. Lê Nguyễn. Chị Thảo Quyên hai bộ. Thảo Quyên hai bộ. Không, được một bộ thôi. Mới lấy thêm bộ màu nữa. Bộ 40 bé gái giờ chưa chị ạ? Chiếc chị em mình cứ lên đi rồi 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 có size nhà em bóc nhá. Cái đang còn lẻ tẻ lắm. À, còn cỡ chứ mấy, còn cỡ nhỏ chứ mấy. Chị em mình cứ lên. Thảo Quyên. Quyên. Chị em mình lên rồi có size là nguyên bóc. Bởi vì Sang Võ bộ bộ đi. Sang Võ một bộ màu này đi. Làm cái gì? Nha. Ok, ai lấy chip chút chip đi. Lên chị em ít hết đi này nữa nè. Để lên lẻ mấy bộ này em bán tặng rồi đã lên hết đi. Đang lên bộ đồ ấm mà. Bộ xúc hàng có. Từ từ chạm xíu. Bộ xúc hàng còn nằm góc mua rồi. Bên ra cho Nguyên luôn cái nè. Nằm góc mua rồi. Còn có một con đây nè. Con này siêu xịn luôn. Size 35kg cho bác. Hàng nàng công ty. Được sót lại con. Con này em đi chạm 69.000. Còn được con. Size này đến 40-45kg cũng được luôn. Comment mã sọc cho Nguyên là được. 69.000 sọc. Con này vải siêu xịn. 69.000 nhé, còn có một cái. Lên mã 69 cho Nguyên là ok. Nha trong mã 69. Rồi ai nhanh tay có cái mã này. Mã này gọi là siêu siêu cưng. Hàng 125. Chip thì chị em cứ lên đi. Nhà em có size thì em bóc cũng có size thôi. Sọc chị Lê Thảo. Sọc chị Lê Thảo. Có size em bóc cũng có size thôi. Nè cân chưa. Size 14-15 đổ về. Một cái áo này. Kèm một cái khoác này. Nè phải xịn lắm, con này hàng Quảng Châu nha. Con này hàng Quảng Châu. Lên set này em sẽ kiểm 69.000 luôn. Comment mã set Quảng Châu cho Nguyên là được. 69.000 set này. Thì rẻ quá. Lên set cho Nguyên nhá, đừng set. Lên set 69 cho Nguyên được, đúng một set 69. Đó, chị nào lấy set 69 chốt set 69. Cưng không? Một cái váy là không có giá này rồi, riêng con áo khoác dạ kiểu này nữa. 69.000, sọc nữa là 69.000 em. Chị nào lấy cái này lên mã set 69 cho hồi lý hồn. Cho hồi set. Sốc lại được set cho hồi lý hồn. Hồi lý hồn set 69. Hồi lý hồn set 69 đây nè. Hồi nãy em bóc qua được mấy cái kia đã tẻ hết rồi nè. Còn ba cái khóa này. Khách chốt rồi chị ơi. Cái này còn 3 cái khoác bomber cho bé trai nhé. Size 13, 14 nè. 15, 3 cái. Vẫn là hàng Quảng Châu luôn. Chị cứ lên đi chị Hà Kiều. Có thì em bóc cũng có size thôi. Chị cứ lên đi. Em nói từ đầu đến giờ là chị nào cứ lên có size thì Nguyên bóc. Mà không có size thì thôi. Rồi cái này. Comment lên luôn dùng Nguyên cái này đi nè. Giờ còn size đến 16kg. Khoác bomber nhé. Cái này em đi chị em nó 69.000 luôn. Một cái này 15-16kg nè. Còn bộ sao theo nè. Khoác bomber. Ố, còn bộ siêu nhân nữa hả? Ở thì bỏ cho ra đi. Còn bộ xuất hàng mình đã lên hết sao? Ba cái này 69 luôn chị Thảo Quyên. Đừng nhìn em. Đừng nhìn em.
dài vậy. Nè. Nè sao nhí không à? Cái này còn một ri này chị em mình nè. Cái này còn ri. Khó khát rồi. Khó khát rồi. Cho lên ít khách đi này trước đi, để cái bộ này con lên sao. Cứ để đây bộ này ăn sai rồi. Cứ xếp từ trên xuống dưới cho nguyên mình. Bộ xuất hàng còn, chắc chắn còn. Còn cả size to nữa, không biết giờ đâu. Trời ơi. Cái này sang 25 đổ về. Từ 10 đổ lên 25 đổ về. Con này quá xịn luôn. 10 đổ lên 25 đổ về. Con này toàn bộ là hàng tàu nghe chị em mà nói. Nhưng mà nói nè, phải ghi 69.000. Hiền biết ra không? Cái 8 nó ở trong này mắc. Biết không? Cái 8 nó ở trong này mắc tiêu rồi. Phải kéo từng cái ra kiểm tra nè. Kéo đây ra mới kiểm tra được. Chứ không là như thế này làm sao chứ. Ê, kéo này ghi đi. Kéo này ghi đi rồi lên. Kéo nó đi ghi ra rồi lên. Cho là đi hàng bán này trước. Ai cho mấy bộ xuất hàng nữa cho chị đi. Mình sót đi mấy bộ xuất hàng cho chị lên trước. Còn đảm bảo là còn. Ít ra cũng được 100 bộ. Không còn chữ gì. Ít ra mới được 100 bộ. Đang còn một bộ bé size 12, 13 này. Còn chị Thanh Thúy ơi, size 12, 13 bé trai này 69.000. Chị nào lấy size 69 chút size 69 size 12, 13 kg này. 69.000 nhá. Chị nào lấy size comment size size 12, 13 kg 69.000 bộ size. Chị nào lấy size comment size cho Nguyên là được nhá. Xe 12, 13 kg. Đi luôn chị em mình là 69.000. Kim 12, 13 kg luôn cho sẵn. Rồi con này lên luôn dùng đi. Con này size 25kg. Bé trai size 25kg. Cái này mình chị em mình 90.000 đi. Nè, đẹp chưa. Trai size 25. Chị nào lấy trai 25 comment trai 25 dùng nguyên là được nhé. Không chị ơi, giờ không có áo đi nắng cho bé đâu. Không có, bữa nay không về áo nắng nữa rồi. Sao chín cho Ngọc Phượng. Chưa đâu. Nó rồi chắc chắc chắn còn đó, ôm ra đó. Chị Thu Hiền, cái này chị Thu Hiền 90k. Chị Thu Hiền đứng à, tùy sai tùy sai tùy sai tùy sai mà Thu Hiền. Chị Thu Hiền lên thông tin cho em à, Thu Hiền quen đó mà lên thông tin cho em đi để biết. Không phải đỏ Thu Hiền, không phải Thu Hiền đỏ. Con này gái 20 đổ về. 79.000. À, giờ còn lẻ sai lẻ số chứ giờ làm gì còn lẻ sai. Đi trước có hết đi, nó cho Nguyên đi rồi bóc cho nhanh. 22 đổ về này con cái. Tắt à, tắt à, có đó. Nhưng mà nguyên cả tải á, nguyên cả tải trừ chưa bóc ra coi sai coi số đang okay, còn đang sai gì. Nha. 25 còn à. Con này 22 đổ về. Gái 22 đổ về. Ừ, bộ nó chưa lên. Giá 22 đổ về. Đây luôn chị em, bộ này 79.000. 22 đổ về là chút đẹp nhất. Nha, chị nào lấy gái 22 comment gái 22 cho Nguyên là ok. Giờ cái này chỉ có lẻ tẻ bình thường. Cái hàng này muốn nói thiệt là chỉ lên size không chọn mẫu á, chỉ lên trai hoặc gái thôi. Nhưng mà giờ không có số lượng nhiều. Thắng thứ còn được vài bộ này. Nên lên chị em bóc luôn trên like. Lên đi chị em bóc trên like. Cho Phương Bích. Cái này trai là 12 đổ về. Trai xanh 12 đổ về. Đẹp. Trai xanh này 12 đổ về. Nha, chị nào lấy xanh 12 chút xanh 12. Comment lên xanh 12 cho Nguyên là ok nhé. Xanh 12 có 1 bộ à. Thấy trai rồi nghe. Đây đây đây, Nguyên đọc cái mã nào chị em chút mã đó cho Nguyên nhé. Xanh 12. Xanh 12 69. Chị nào lấy xanh 12 69 cái này ghi ở ngoài 12 69.000. Xanh 12 69.000. Hồng 10. Hồng 10 69k luôn. Chị nào những cái bộ này chắc yên tâm luôn. Những cái bộ này em thấy giá này quá là ok rồi. Mang những cái bộ này quá là ok. Chắc vừa chắc vừa giá này quá ok. Toàn hình cu ta. Rồi nhá, lên mã gái 10 cho Nguyên 69.
gái 10, 69 nghìn gái 10. Chị nào lấy gái 10, 69 chút năm ta luôn nhận được nhá. Gái 10. 10 kg à? 10 kg, 10 kg. Gái đậm, hồng đậm, hồng nhạt size 10 kg. Hồng đậm, hồng nhạt size 10. Chị nào lấy hồng đậm, hồng nhạt size 10. Cái này 18 kg đổ về, siêu nhân đỏ. Siêu nhân đỏ 18 kg đổ về là ok. 18 kg đổ về bộ này em đây luôn chị em 79 nghìn. Nha, chị nào lấy đỏ đô lên đỏ, đỏ đô trong nhà được 18 kg đổ về. Cái này cho chị ta. Cho quý đặng được. 18 17 18 kg được. Được cái này cho quý đặng. 79 nghìn. 79 nghìn cho quý đặng. Giờ cái này em chỉ có lẻ tẻ sai. Lẻ tẻ sai thôi. Ok, chị cho quý đó. Phát hồng sao là 89 nghìn chị. 89 nghìn đấy. Rồi cho nguyên cái này. 28 đổ về cam. 28 đổ về cam. Thì chạy 90 nghìn luôn đi. 28 cái đổ về màu cam nhá. Cho bé này. Gái này 28 kg này. Bãi thôi á, như mang luôn rồi. Hàng này toàn hàng xịn nha chị em mà nói. Chắc đẹp không á. Nhận hàng về đi. Đi 90 nghìn luôn. Đấy, chị nào lấy cái mã này lên mã cam 90 cho nguyên là được. Cam 90 và size 28. Cái này bỏ vô, bỏ xuống xếp và cho gọn xanh. Cho nhanh nha, chị nào lấy siêu nhân đỏ hết rồi chị ơi. Lên cam. Cam 28. Cam 28 cho chị. Cam 28 cho Nguyễn Kim Vy. Nguyễn Kim Vy. Rồi 20, cam 20. Cam 20 luôn cho Nguyên. Còn một cam 20 nhé, chị nào lấy cam 20. Em phân cho chị mẫu giống nhau kìa. Lên cho dĩa, bỏ lên làm. Phân chị mẫu giống nhau chị với. Cái này để cho chị Gia Hăng. Gia Hăng 89. Gia Hăng 89. Còn màu đen. Rồi nhá, cam, chị nào lấy cam lên cam cho Nguyên là được. Cam 20. 22 á. Cam bé gái 22. Trai gái gì cũng có, em đang đang xem hết chị. Cái này giờ em đã like qua rồi. Giờ có lẽ tẻ mẫu không còn đủ ri. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùng 79k. Tùy size nhá, tùy cái số ký mình sẽ đọc cái giá cho trẻ mình luôn. Nha, 22 đổ về. 22 đổ về. Lên luôn trẻ mình con này 79k. Size 22 đổ về nhá. Chị nào lấy 22 đổ về chốt nhanh tay luôn dùng đi. Cái nào em cũng đọc số ký chị ơi. Giờ chị hỏi lại không biết là chị lấy cái mã nào đó. Cái nào em cũng đọc số ký hết á. Rồi bộ này 33 cho bé trai. 33 kg cho bé trai. Chị nào lấy 33 chốt 33. Bộ 33 và bộ 28 có được 2 bộ, 90 nghìn luôn. 33 kg đổ về và 28 kg đổ về cho cái mã này nhé. Đó, chị nào lấy cái này lên này, màu riêng cái màu này anh trai gái kiểu gấu này, trai gái gì mang được hết. Nha, trai gái gì mang cũng được hết. Cho nguyên mã xanh. 28 kg đổ về và 33 kg đổ về. Cho bà xã lên cây bút này. Lên cây bút đi, ghi giá trước cho đưa lên một cây bút. Ta 28. 90 nghìn. Đây. Đây. 90. 90. Rồi còn 33 kg đổ về. Còn 33 kg đổ về, chị nào lấy mã này 33 kg đổ về nha. Lên mã xanh 33 cho Nguyên là được, 90k. Xanh 33 tùy cái số ký mình sẽ đọc cái giá khác nhau nha dạ mình ơi. Nha, chị nào lấy cái này. Xe 90 nghìn. Luôn. Ừ. Đây 90 nghìn luôn. Chị nào lấy 33 lên 33. Cái này 33 cái xếp này cho nó gọn nhé. Rồi còn một bộ xanh này size 12. Xanh này size 12. Xanh này cho bé trai 12 kg. Xanh trai 12 kg cho Nguyên là được. Comment mã xanh trai 12. Đây luôn chị em mình 69 nghìn. Xanh trai 12 69. Đây giờ có chỉ có lẻ tẻ thôi chị em mình nhé. Đấy, nó không có đầy ri đâu. Ai lấy cái này lên luôn dùng đi. Chứ còn nguyên ri thì bỏ nguyên ri cho chị nhé. Rồi nha, chị nào lấy cái này. Ê, cái này còn này, cái này còn này. Này giống cái này này. 80, 75, 75, 75, 75, 75. Cái này từ 16 độ lên 24 độ về. 12 đây cho chị Ngọc Phượng. Ngọc Phượng 69 nghìn nhá. Rồi còn cái này từ 16 độ lên. Y mã đó nhưng mà 16 độ lên 24 độ về là ok nhá. 79 nghìn. Chị nào lấy xanh kèm size từ 16 độ lên 24 độ về kèm cho nguyên số ký là được. 21 luôn à. Từ từ
À xanh 12 rồi, ok. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên ngắt. Xanh từ 20 độ lên, à 16 độ lên, 24, 25 độ về. Mã này đi chị em 79.000. Xanh này bé trai nhé. Xanh trai từ 16 độ lên. Xanh 16. 16 cho chị Ngọc Bích trên 79.000. Ngọc Bích trên 79.000. 24 cho chị Lê Thảo. 24 chị Lê Thảo. Rồi còn 22 độ về, 20 độ về là chốt đẹp. 20 độ về chốt đẹp nhất, 79.000. Lê Thảo. 20 độ về chốt đẹp nhất. Chị nào lấy chốt lên mã xanh 20, 20 21 ký được. Nha, lên xanh 20 21 ký. Đi luôn chị em mình là. Giá lên chị em mình là 79.000. 79.000. Xanh 24, thấy rồi, xanh, còn xanh 20 thôi. Còn xanh 20 thì chị em mình tay còn lại tẻ thôi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Cũng từ 16 độ lên. Màu gạch gạch này 16 độ lên. Không. 16 độ lên và 25 độ về. 24 25 độ về. Màu gạch nhá. Chị nào lấy cái này lên gạch cho nguyên kèm size. Gạch kèm size. Gạch kèm size, trai gái chị cũng mang được hết những cái kiểu này hết chị em mình ơi. Này trai gái dùng mang được dễ mang lắm. Cho nguyên cái gạch kèm size nhá. Từ 16 độ lên và 24 độ về. 16 độ lên 24 độ về cho màu gạch. Đi chị em mình bộ này 79.000. Phải thì thôi chị em mình khỏi phải lăn tăn rồi. Phải đẹp, đẹp rất mềm lắm luôn nhá. Ai lấy cái này lên gạch kèm size. Màu này thì cũng trai gái cũng được, họa tiết này trai gái cũng ok. Cho nguyên con này lên gạch kèm size. Từ 16 độ lên 24 độ về. 24 độ về. Lấy cái này cho chị cái này thì to quá. Lấy nguyên, nguyên cặp này cho chị Ngọc Bích Trinh. Cái này chị đào lê là hết. Đào lê là hết. Đào lê. Cái này là xây nhí. Cái này 10 độ lên 15 độ về. Hết gạch nhá. Ừ, cái này 79. Rồi 10 độ lên 15 độ về là có size cho cái màu xanh này. 69.000. Ngọc Bích Trinh cùng một size, cùng một ái 79.000 hết. 79.000 hết. Rồi dùng nguyên cái này bác này. Lên mã xanh. Cái này cưng này. 69.000 xanh này, xanh 69 nhé. Xanh 69 từ 10 độ lên và 15 16 độ về. 69.000. Nha, lên mã xanh, gạch em hết rồi chị ơi. Gạch em hết rồi nhá. Rồi chị nào lấy xanh comment xanh cho nguyên là được. Gạch hết nha. Còn xanh thôi. Còn mỗi xanh thôi. Xanh nhỏ này, cái này xanh nhí. 69.000. Từ 10 độ lên 15 16 độ về là có xanh. 15 16 15 thu thí. 15 16 15 thu thí. 13 cho chị, 13 cho chị Trinh Lê. Rồi còn 12 đổ về. Ê, này 8 kg nè. Bộ này 8 kg nè chị nè. Thì 10 kg đổ về 8 kg mang ok. Bộ này 8 kg mang ok nè chị. 10 kg đổ về là đẹp. Nha, ai lấy cái này lên xanh cho nguyên là được. Xanh 8 nè, xanh 80 nè. 69.000. Xanh 80 nè, 69.000. Nó bỏ vô sao? 69.000 xanh, chị nào lấy xanh comment xanh cho nguyên. Rồi cái này cũng 80 luôn. 80 và 15 kg. Nha, chị nào lấy mã nhện cho nguyên nhện vàng. Nhện vàng đang có size 80. 80 kg và 15 kg đổ về là ok đây nhện. Nhện 80 và nhện 15 nữa thôi. Lấy xanh cho chị Hoàng Nina. Xanh hải Hoàng Nina. Bộ này 69.000. Hoàng Nina. Nhện cho nguyên đây size 80 và size 15 đổ về. Nha, có được hai size mã này 69.000 nhé. Chị nào lấy nhện vàng comment nhện vàng cho nguyên là được. Nhện vàng có hai size. 69.000 chốt lên luôn dùng nguyên nhé. 69.000. 69.000. 69.000 nha cho chị Lâm Thu Thí này. Rồi một con nhện vàng size 80. Size từ 8 đến 10 kg. Ai lấy nhện vàng từ 8 đến 10 kg lên luôn dùng nguyên là ok nhé. Rồi cái này bé gái size 33. Đẩy cái nó qua luôn cho chị cái vô. Đẩy cái kia qua luôn cho chị cái vô. Rồi nhá, cho nguyên hồng này size 33 kg. Hồng này 33 kg, chị nào lấy hồng 33 comment hồng 33 cho nguyên là được. Cái này còn được mấy bộ bé gái thôi. Rồi cho nguyên hồng 33 có được bộ à. Đi 90.000 luôn. Có cái nào số 55 số nhỏ nhất của con gái không em? 55. Hồng 33. Hồng 33. Lê Thảo. Hồng 33. Bé gái size 55. Đây, cái này chị đào thủy điện bộ đấy, đào thủy điện bộ, tạm được bộ đấy chị ơi, tạm được bộ đấy nhá.
tạm được bộ đó nha. 69 gì? Tạm được một bộ nha chị ơi. Rồi cái này size 28, size 33 được 2 bộ. Elsa, Elsa đi 90.000 luôn đi. Rồi nhá, cho Nguyên Elsa từ Elsa cho Nguyên nhá. 25 độ lên và 33 độ về. 16 cái bé gái có chứ. Trai gái ta. Lấy cái này nè chị. 16 cái bé gái lấy cái này nè chị Thu Hải nè, đẹp nè. Không còn mấy bộ đâu. Lấy cái này đi nè. Nè. 16 cái bé gái lấy cái hình này cute này lấy chốt nè. Vì thường là cái hàng này Nguyên cũng không 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 cho khách là lựa, nhưng mà okay. Tại vì có ít quá. Ok chị Thu Hải. Rồi lên luôn mã Elsa này. Elsa này có 2 bộ. Ok cho chị Thu Hải nhé. Elsa này từ 25 độ lên 33 độ về. Ờ số nó 79 nha. Elsa. Cưng chưa? Cưng chưa, cưng chưa. Comment mã Elsa cho Nguyên nhé. Từ 25 độ lên và 33 độ về là có size. Được 2 bộ thôi. 90.000 nó. Chị nào lấy cái này lên mã Elsa kèm màu. À kèm size. Kèm số ký đi. 33 chị Lê Hải. Rồi Lê còn 28 Thảo. À Lê Thảo. Còn 28 đổ về còn được bộ. 28 đổ về còn một bộ Elsa 28. Chị nào lấy Elsa 28 chút luôn dùng đi. Elsa 28 thì Nguyễn Kim Vi. Nguyễn Kim Vi. Rồi cho Nguyên màu hồng nhạt. Thấy cái này size hồng nhạt. Hồng nhạt này size 33. 90.000 luôn. Hồng nhạt 15 cho bé à. Bé gái à. 15 cho bé gái đầy bộ đó nè. 69.000 cho chị Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng. Hồi nãy chị nói, hồi nãy chị nói mười mấy tiếng nè. Hồng nhạc này size 33, chị nào lấy hồng nhạc size 33 comment cho Nguyên là được. Hồng nhạc này size 33 ký nhá, 95.000. À 90.000. Đây nó. 90 nhá. Ai lấy cái này lên mã hồng nhạc size được một bộ rồi chị ơi. Cho chị Phương bắt bộ này. Nha chị Nguyễn, Nguyễn Phương được bộ trước nhé chị ơi. Cái này size 12 còn được mấy bộ chứ đấy. Sạch chứ hè. Sạch xuất hàng chứ hè. Size 12 kg hồng. Áp à, vàng. Cái nặng trai rồi. Vàng 12 kg. Comment vàng 12 kg 69.000. Vàng 12 kg 69 còn được mấy bộ thôi. Vàng em xong em lên chị em mình hot đi cả trai lẫn gái. Hot đi tàu cả trai lẫn gái. Ai lấy cái này lên mã vàng. Nhá comment vàng luôn dùng được. Size 12. Đi cái này 12 cho cả cái. Vàng 12. Vàng 12. Cái này là size 37. 90k nó. Cái này size 37 nè. Hồng size 37. Hồng gái size 37. 90k nó nhé. Chị nào lấy hồng gái size 37 comment luôn cho Nguyên. 90 nha chị em mình ơi. Ai lấy hồng gái size 37 comment hồng gái size 37 là được. Rồi. Tạm là hết. Tạm là hết. Trai size 20 nè. Trai size 20 nè. Gái size 8 nè. Gái size 80. Đây tạm là hết cái dạ mình. Em lên hết đi cho dạ mình luôn. Rồi tương tác cho Nguyên đi. 37 cho chị Hồ Nhân lên thông tin cho em đi chị Hồ Nhân ơi. Hồ Nhân lên địa chỉ số. Lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho Nguyên cái. Đấy được bộ này chị Thứ Thứ. Được bộ nè. Được bộ này chị lấy chốt nè. Tương tác cho Nguyên đi em lên hết đi. Tấm da bà xã mấy cái bộ này sao nhí nhí nữa kìa. Bỏ lên bán tặng 55.000 luôn. Đó, bộ màu hồng, bộ màu cam à, còn được từng nói bộ lên 55.000 đó. Đây này chị Thư Thư còn bộ nè. Ok chị. Đây còn một bộ nè. Bộ này. Bộ này size 28 đây nè. Đấy. Cái gì xấu nha. Bộ này size 28. Chị nào lấy mã này là mã Mickey 28 cho Nguyên là ok. Mickey 28. Cái này em còn mấy bộ size nhí nè. 12, 14. 14. 12. 12, 13, 14 có cái này toàn size nhí. 12, 13, 14 giá bán tặng nhé, còn được mấy bộ cuối cùng. Tặng nó 49.000 luôn đi. Hết hàng rồi. Nè nhìn cho Nguyên này.
Bộ này tặng 49.000 luôn, còn được 12, 13, 14 toàn size nhí. Toàn size nhí nhé. Comment mã hồng. Thế không còn chị. Rồi cho Nguyên Hồng, đừng có trừ hao, em đọc là cái số ký vừa cho bé mang. Bây giờ đồ nó không phải đâu phải là đắt lắm đâu. Nhiều chị mua cho con mang thùng hình đó nó cũng xấu. Rộng rộng vừa thôi. 12, 13, 14. Cái này bán tặng 49.000 nguyên một bộ này luôn. Bộ này đẹp lắm nè. Em hết sạch xanh xanh hàng. Chưa vô mùa lạnh nhưng mà hết hàng này rồi. Đó, chị nào lấy cái này lên mã hồng kèm size. Xám này kèm size luôn. 49.000 luôn. Hàng này em đang size 65. Xám cũng 12kg. Bộ nhung này cũng 12kg. Đi nó luôn trẻ mình bộ này giá lên trẻ mình là 49k luôn. Hết rồi chị, hết rồi. Cái này 12kg bộ nhung. Bộ gấu nhung xả 49 luôn, còn bộ cuối cùng lên mã bộ nhung size 12 đi 49.000 luôn. Nhung chị nào lấy nhung chút nhung cho là được đi 49 rồi em lên hết đi cho dễ mình luôn nhé. Hồng cho chị Lam chục size 12, hồng cho Lam chục size 12 rồi nhá. Chị nào lấy hồng 12 13 14 hồng còn được từng ngày bộ nó là hết sạch cái mã này luôn. Qua mẫu nha. Qua là qua. Hồng 14 cho chị Nguyễn Thúy Hiệp 49. Cái này em còn đúng 2 con. Con này em nói là quá xịn sò luôn. Còn 12kg đổ về và 15kg đổ về còn được 2 con thôi. 12 và 15. Quá là xịn sò nha chị em mình ơi. Bộ này có 15kg đổ về có size. 15kg đổ về là có size đó nè. Không cần đâu chị gà con. Cái này đang có 12kg đổ về và 15kg đổ về áo HD cho bé. Con này hàng tàu nha. Cái này chị em mình cứ thể hàng treo shop người ta bán 180.000 một con hết á. Màu này bé trai bé gái gì mang ok. Còn một cái size 12 đổ về, một cái size 15 đổ về. Mã này em đi chị em mình 105.000. 105.000 nha chị em mình ơi, chuẩn tàu luôn. Nhá xịn sò. Ai lấy cái này lên luôn cho mã mũ đen cho Nguyên. Nó mix dây cũng đẹp, được 2 con thôi. Đi luôn chị em mình mã này, mã này sẽ không có hàng về nữa nè. Đi chị em mình mã này 105.000. Nhá. Nào nãy sale mấy tiền ta? 79.000. Bộ nhung nào nãy sale 79.000 nè, Hà Dung. Bộ nhung nào nãy sale 79.000 đó. Giờ không nhớ luôn. Sale 79.000 đó chị. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên cho Nguyên còn được 2 bộ. Đi luôn chị em mình mã này giá lên luôn chị em mình là 2 con. Xe nó khác, lấy xe 15kg. Có xe 15 bỏ bóc cho chị cái xe 15kg. Mã bộ nhung ấy. Rồi nhá, chị nào lấy HD này lên HD cho Nguyên. 105. 105. Rồi HD hồng luôn còn được từng này. Cái này đến 25kg thế. Ở bộ 15kg. Cái này đến 25kg chị em mình lên cho Nguyên cái số ký là được. Comment mã mũ hồng cho Nguyên kèm số ký cho Nguyên là ok. Ok. Đen không có 30 nha chị ơi. Đen không có 30. Cái này maximum là 25kg thôi. Rồi lên mã mũ hồng cho Nguyên nhé. Mũ hồng đi chị em mình 105 đến 25kg. Từ 15 độ lên 25 độ về. Không có 37 chị ơi. Không có nào 37kg hết. Cái này là size trung. Size trung thôi. Size đến 25kg thôi nha. Chị nào lấy mũ hồng comment mũ hồng cho Nguyên kèm size. Mũ hồng kèm size nhá, từ 15 độ lên 25 độ về. Nguyên chốt luôn trẻ mình là giá lên trẻ mình là 105.000. ai lấy mũ hồng comment mũ hồng cho Nguyên là được. Này quá xịn luôn trẻ mình cứ ấy đi, kêu bằng số người ta bán gì em mình trăm mấy nghìn, trăm rưỡi, trăm tám nghìn không những con nào. Ai lấy mũ hồng comment lên mở mũ hồng cho Nguyên là được. Đây luôn trẻ mình là bỏ cho chị Nguyễn Thúy Hiền. Còn đây một mã mũ màu tím nữa. 25 cho chị bòn trà. Tóc 25 nhìn chị đó. Trời đòn trà. Hồng nào 49k ta. Hồng này em đang đi 105k. Hồng này 105k. Áo thôi chị Trang Thiều em đọc lộn. Ui màu tím.
Cái này buổi chiều chung nhất là bạn ta. Áo thôi chị 25 còn không? 25 hết. Mỗi thứ con ri, mỗi màu con ri thôi. 105 nha. Rồi tím này có này 18, 15 và 25 còn đúng 3 cái. Tím nhá. 18, 15 và 25. Được chưa? Cưng nhỉ. Cho mấy mã mũ tím kèm size 18, 15 và 25. À bộ hồng nãy hả? Bộ nãy hả chị Trinh Lê? 49 sao là 49? Có cái bộ hồng gì không? À bộ hồng hồi nãy 49 qua rồi. Chị cứ lên cho em cái số ký đi. Lên số ký cho em đi chị. Không có số ký không chốt được, chốt đơn được. Trời ơi. Ờ lợi nữa đó. 18. Lên tím cho Nguyên nha. Tím 15 cái. Ok. Tím 15 cho chị Ngọc Bích Trinh. Áo chị ơi, áo hết đi hàng tàu này người ta 105.000. Còn 18. Trinh Lê hồi nãy cái bộ hồng 49.000 lấy 13 ký, lấy cái này chị. 49.000. Rồi còn 18 với lại 25 cho một tím. Quá xịn nha. Quá xịn, em nói là quá xịn. Nhận cái bộ nhận con này về sướng tay. Hôm bữa ai à? Chị Cẩm Văn Lê hay chị ai chị nào mà nhận được mấy con này khen quá chừng luôn. Con này vừa xịn vừa đẹp, vừa rẻ. Sao giá 105 chị em mình đi ra shop người ta bán cho chị em 185 là bình thường. Bình thường luôn. Rồi nha, ai lấy tím comment tím. Mũ đen còn đẹp ra giờ Huyền. Hả vậy? Rồi cho chị lấy mũ đen lên đẹp đi. Đen này còn đài sai luôn. Giờ đến lúc bị vũ rồi đấy. Đen này còn đài sai. 10 cái đổ lên. 25 đổ về cho màu đen. Nha chị nào lấy mũ đen chốt mũ đen 10 cái đổ lên 25 đổ về là chốt được. Nha đi luôn chị em mình con này giá đi chị em mình là 105. Xong. Em qua ít hàng lớn nhé. Lan bé nữa. Quấy hàng lớn cái dạ mà nó. Tương tác cho Nguyên đi. Tương tác. Ôi từ từ. Cái này cưng nè, tương tác cho Nguyên đi, mỗi chị em mình đang theo dõi like chấm tương tác cho Nguyên nha. Để bán tặng cái này phát cái đã nè, còn được ít ít nè. Con này bán tặng nha. Hai cái chân váy da này. Hai cái này bán tặng đi. Hai cái này bán tặng đi. Hai cái con quần lách riêng hàng Quảng Châu này. Nè, xinh chưa? Size 15 16. 15 16. Này, cưng lắm luôn ấy, được hai con thôi. Bán tặng luôn chị em mình con này 29.000 luôn. Size 15 16 đúng hai con nha. Đẹp cực kỳ, chị em mình nhìn chắc này. Được hai con thôi. Đi luôn chị em mình con này giá lên chị em mình là 29.000. Lên mã quần 29 cho Nguyên là được. Quần 29, chốt mã quần 29. Size 15, 16 cùng size. Quần 29 cho Thu Hải. Trời ơi. Cho Nguyễn Phương. Cái này vài hôm nữa cho nó mang. Cái này trai cũng được mang. Trai được, gái được luôn. Trai được, gái được luôn. Cho mã caro cho Nguyên là được. Caro cho Nguyên được nhá, size 25. Dáng dài. Con này bán tặng luôn. 49.000 luôn, chuẩn hàng Quảng Châu luôn chị em mình. 49.000 nốt nhá. Ai lấy cái này lên luôn cho mã Caro 49 cho Nguyên được. Caro 49, chị nào lấy Caro 49 chút Caro 49. Hết 29 rồi nha. Cái nó là lễ sao xe rồi. Caro 25 nãy chị. Đó, đó, cái nào nãy đó 49 rồi 25 ký à. Caro cho Nhung Lê. Kêu xíu. Kêu xíu ấy đi. Xíu xíu bật xíu đi. Không phải lộn. Chứ mà hốc tương tự như ngồi ngáp ta. Vậy dễ sợ. Ngồi lai mà ngồi ngáp ta. Hốc à. Ngồi lai mà ngồi ngáp ta.
cái này phải không? Cái này có một cái là size 12 áo len. Cái này cưng mà hốc bỏ trong khoáng. Đấy, hốc có khoáng bỏ chung. Cái kia nó khoáng kia bỏ hốc. Ừ. Hai bỏ hốc một khoáng bỏ chung vô trong cái tay. Này giả mình ơi. Trẻ mình nhìn nè, cái này em bán tặng luôn. 40k đi. Hàng Quảng Châu luôn, size 12 cái này cưng lắm, mang ôm ấy. Nè, len nhá, 40. Nhá, cho hốc. Con này. Ừ. Len 40 size 12 con cái này bán tặng. Thế. Rồi con này bao nhiêu? 55.000, con này cưng, con này quá cưng luôn. Bé hồng này bao nhiêu đây? Bé hồng 40. 40 cho. Size này tầm 15 đổ về. Size này tầm 15 đổ về. Cái này mang kiểu như này ở trong mở banh ra. Đây. Mở banh ra. Thái ngực cái đồ cái này cho trai nhé chị em mình ơi, mai kiểu này. Ngầu vậy. Size 15. Cái này ngầu nè. Trong mã sơ mi, trong là được sơ mi ở trong nó mấy cái áo kiểu áo thun ở trong ấy. Mở banh hết nút ra cho nó ngầu. Mang cái đôi bốt đôi chì nữa thì. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mày, mang cái quần ring. Mang ring dài, mang đôi bốt. Ngầu. Như trai hàng luôn. Đó, chị nói. Quen. Quen. Ngồi bên trai chơi tình mà nó là bên trai hàng. Đây ngọc hoa. 55.000. Cái này size to hơn. Cái này 15 16 đây chị nè. Có một cái này nữa nè, 15 16 cái này. Ngọc chưa? 55.000. Nghĩ làm sao đi nhặt ra được. Cái này cho chị Văn Cao đi nè, đẹp lắm. Ở trong là dạng khối một cái áo thun may kèm cái áo thun ở trong. Đây một kẹo mà 55.000. Hàng Quảng Châu không nha. Còn hàng Quảng Châu nha. Kêu tình mua. Kinh cũng rộng. Trời ơi chết. Cưng không? Hàng Quảng Châu luôn. Cái này size tầm 10-11kg. Cái này 11kg. 25kg không có chị ạ. Cái này tầm 11kg. Cái này phải lên mình hàng Quảng Châu nha. 11kg 55.000 con này. Cái này mua vài hôm Tết nó cho nó mang ấy. Sáng tay áo lên. Chị nào lấy cái này tầm 11kg thôi. Lên mã sơ mi xanh 11kg. Cưng cái này cưng quá nè. 11kg thôi. Cái này quá xinh. Trời ơi. Đây luôn dụng mã sơ mi xanh. Sơ mi xanh 11kg. Đi luôn trẻ mình con này giá lên trẻ mình lại 55.000. 55.000 sơ mi xanh size 11. Đẹp, đẹp lắm. Cái này là size 23. Cái này là phối cổ sơ mi, áo da cá tàu ở ngoài và phối cổ sơ mi còn cái. Da cá tàu ở ngoài và ở trong này phối sơ mi size 23 đổ về. Cũng đi trẻ mình 55.000, chuẩn là hàng Quảng Châu hết nha, nó không phải hàng xưởng đâu. Không phải hàng xưởng lên đâu. Nhưng mà giá này là lên giá bán tặng tại vì hết hàng rồi. Còn sót lại được mấy con. Đây là nguyên len nót luôn, con này xinh nè. Da cá tàu ở trong của nó là sơ mi nha. Lên trẻ mình con này 55.000 nót. 55.000 nót. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con nè. Eo ôi, con này bán tặng thôi. Con này bán tặng size 15. Tặng 29 luôn. Con này Quảng Châu luôn nhé. Găng ở bên là phối phòng như thế này. Cái chị Từ Hương. Con nãy. Con này xả 29 nhưng mà chị nào đang có đơn lại chốt 29.000 con này luôn. Cơn cái này chị em biết trang váy cho nó đẹp. Mà mang quần legging đẹp. Nên trong mã tím 29 thì Tuyên Nguyễn. 29 cho Tuyên Nguyễn. Còn được hai cái chân váy da này. Hàng Quảng Châu luôn. Có cái ly cho nó vậy. Cưng không? Da xịn cho Nguyên nhá. Comment mã da xịn cho Nguyên. Tím em hết rồi. Da xịn size này tầm 18 đổ về. Xịn sò lắm chị mình. 18 đổ về hai lớp như này. Váy da xịn con này em đi chạy 55.000 luôn. Thằng Tàu nhá. Comment mã váy da xịn. Được, vô tư luôn, rộng luôn. Dễ thương nè. Thôi test mà. Đi học đồ cũng được. Bỏ cho Miu. Da hết nhé. Hồng hết rồi. Hàng cao cấp mà. Hết da rồi. Dùng cái cao nghe. Sờ cái da thấy đã không? Dạ. Cái da như da rồi.
như thế này hàng biết đủ biết là hàng xịn này, chị nào mà sành hàng kia đủ biết hàng xịn, chị em mình đi vô trong shop làm gì có giá này 150-180. Con này dạng quần, dạng quần size 15-16. Con này da, này da dạng quần nhá, size 15-16 kèm đai. Cái này kèm đai này. Cái này váy, con này quần hai lớp này. Thì con này làm sao đi nhập ra được giá 55.000. Cái mã quần da cho nguyên thế hàng rồi. Chị nào lấy quần da comment quần da size 15-16 xả luôn 55.000. Size 15-16 cho mã quần da. Cái gì đây, hàng kit moon này. Còn được mấy bộ hàng kit moon size 18. Đây luôn, trang bộ này 70.000 thôi. Size 18 nhé, 70.000. Chị nào lấy vàng 18. Ở cái nó quần da đấy. Bộ này xả 70. Size 18. Còn mấy mã vàng 18 da rồi nha. Chốt mã vàng 18, 70.000 luôn. Chị nào lấy vàng 18, con này hàng kết mua nhé. Size giá của nó là 159.000. Hơi bị nhào xíu về trong hàng lẻ, còn được bộ nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn, dùng mã này vàng 18. Nãy nó mấy tiền? 70.000. Vàng 18-70 và nu 18-70, nu 25-28-70 luôn, nu 32 vàng 18 cho Diệp Chi rồi, nu cho Nguyên, chúc nu lên cho Nguyên nhé. Vàng 18 em hết rồi, lên nu cho Nguyên là được. Comment nu cho Nguyên là ok. Ai lấy nu chúc nu. Chị Trương Hạnh, chị hỏi cái gì? Nu 18, nu 25-28 và nu 32 được 3 bộ 70.000 luôn nha. Ai lấy mã nu chúc nu cho Nguyên là được. Comment nu cho Nguyên là ok. Lên nu kèm size cho Nguyên nhá. 18 15 16 25 28 và 32 được 4 bộ màu nu. Đấy, đây kẹo mình bộ này 70.000 luôn. Hàng này hàng 159.000 đó. Hàng tác của nó 159.000. Còn nguyên sale 105. Quần nó hết sần xanh rồi, không còn cái nào luôn. Hôm bữa nguyên sale hình như 85 hay 79.000 là giá sale. Nu 18 cho Tố Nguyên. Nu 18 luôn. Nu 18 này. Rồi nu 25-28kg này. Nu 25-28kg, chị nào lấy nu 25-28. Nu 16 chị Thu Hải. 16 chị Thu Hải. Không có chị ơi. Hồng hay à, quên lộn, nu 25-28 và nu 32. Tôi chứ cha, cái này không có quần rồi. Mắc quần rồi. Còn 25-28 thôi. Màu nu còn 25-28 thì chị nào lấy nu 25-28 chút luôn luôn là ok nha chị ơi. Cái này giá cả cho nó gọn. Lấy coi là đi ra. Tô mày có hả? Có hai tô đó, chỗ đi phổ má rùa ra. Nhân tiền xí nha. Không chín không bốn nghìn. Nhân tiền cái số điện thoại anh qua. Không chín không bốn. 992-397. Thèm tôm hấp. Thấy còn. À, có muối ăn thánh nên là thèm đủ thứ. Cái này còn cái da cá tàu cho bé, xả 49 luôn. Cái này da cá tàu cho bé nhá. Nè, size này size 15. Bé trai gái gì mang được hết. Con này trai gái gì cũng mang được.
xã 49. Cái này có một cái à. Lên mã xã 49 cho Nguyên Lộ. Ok. Alo, em máy điện số 9 3 6 4 0 à. Hạ Nguyên. Tăng Kim Chi à. Xíu nữa đi. Xin chào. Rồi, chi phí nữa không phải. Thế. Đó, màu sáng. Cái này cho tiếp màu đông. Đây còn sót một con da size 20. Cái màu đông 49. À, đúng rồi. Còn một con quần da size 20. À, có nhưng mà không tạp tí nữa qua bao giờ tầm 3 giờ 15 đi. Ship tới à? Ship đồ à? Nó đem tới thì cũng được. 49 trần A4. Rồi nhá, con này size có đấy chị 50. Rồi chị nào lấy cái này sang 20 đổ về. Quần da xịn cho bé hồi nãy sale mấy tiền ta? Da xịn 55. Sale có 55.000 á. Sale 55.000. Lên mấy da xịn 55 cho Nguyên là được. Size này size 20kg ok. Nha, da size 20. 20 cho chị Phương Bích. Chị Phương Bích. Rồi còn 2 cái áo phao. Sót 2 cái áo phao bé. Mã này cũng hết rồi. Yeah. Đi lại cho con à. Cũng đau đào rồi. Hoàng sáng đem đồ chơi dắn đi học. Đau đào đi đem mang đi học rồi còn. Còn đem bỏ thêm bộ nữa. Bỏ bộ đồ theo không chị. Lấy mấy cái bộ siêu nhân này nè. Vứt cái bộ siêu nhân nó lên cho Nguyên cái. Đây nè. Ở dưới nó rồi. Đây nè. Cho chị bộ siêu nhân cam. Cái này Nguyên sale mấy ta? Còn hai cái này size 15. À size 12. Em chốt ra mấy chủ nha. Em chốt ra mấy chủ nha. Chị nào lên trước là em chốt trước. Ai à, mặc hình như chốt cho chị Hà Tài rồi phải không? Sao nha. À con đang mang. Đây này, đây còn con này mấy con. Này còn mấy con. Con áo đang mang của chị Hà Tài rồi phải. Quên cỡ thai tả đây chị. Rồi 63.000. À, áo đang mang còn được một cái nữa. Alo. Áo Nguyên đang mang còn một con phối kiểu này nữa thôi. Ô con này tay lửa. Ô con này cưng chưa? Con này cưng chưa? Còn con này là 63.000. Còn con áo Nguyên đang mang cách chốt rồi. 63.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên mã phối xanh cho con được. Phối xanh 63. Hàng LA. Sao? Chị Lam Chục có thể lấy những cái mã này nè, có xe nhỏ nè. 95.000. 13, 14 nè. Lấy số 3 cho Lam Chục cái bộ màu này, 95.000. Lam Chục 95.000. Rồi con này size 12. Phao siêu nhẹ cho bác, cái này em sale luôn trẻ mình, con này 80. Thun lính đá em không còn. Con này đi 8 mấy ta? 85.000. Phao siêu nhẹ nhé. Rồi con bộ nó 95.000. Còn hai con phao siêu nhẹ sao cho bán nhà mình 13kg. Màu cam quý có không đẹp thì lấy số 6 cho quý đặng. 6 cho quý đặng luôn. 95.000. Rồi chà, chị nào lấy cái này lên mã phao bé còn hai cái nhá. Xả giá này, giá xả hàng này bao đẹp luôn. Size này chị cho bán mình là 12kg đổ về. Hai con phao siêu nhẹ nha chị mình luôn. Mà đi 85.000. Hàng này chạy 135. Xả 85. Ok, để cho quý một bộ nha. Chị nào lấy cái này lên mã phao bé cho Nguyên còn hai cái. 13, 14, bé trai có bộ tay dài không? Bộ vừa rồi là mới vừa lên bộ tay dài đó chị. Mới lên bộ tay dài đó. Con này hàng công ty còn mấy bộ? Hàng áo mặt hồi cho Nguyễn Nhung vậy. Hà Tài. Hà Tài à. Rót nước uống đi, 63.000. 20kg em đang hết chị Bích Tân. Mười hai ký chị Mimi, 12kg. Cái này cũng đang còn một bộ size 10, 17, 18 và 25, ba bộ. 17, 18, 25, hàng công ty luôn. Phao hồng hồi nãy là bao nhiêu ký? Phao hồng nãy 12kg. 12kg nha. Mình thương dễ sợ, là size nhỏ chứ. Bộ nó như hết, màu vàng, bộ siêu nhân nó còn màu vàng không? Còn lấy số 6 cho quý đặng đi. Rồi cái này em đi sale nó, giá này giá sale nó, giá hàng này đang đi là 101.
Đây luôn chị em mình bộ này 89.000 luôn, có năm mấy bộ chứ mấy. 16, 17 và 25. Hàng công ty nha, vải thì rất là sướng rồi. 16, 17 và 25, đi dạy mình 89.000. Ừ, màu vàng đó đi. Màu vàng luôn cho quý đặng đi. Chị nào lấy mã công ty, chúc công ty cho Nguyên. 16, 17 và 25 kg có được 3 bộ. Giá Nguyên lên luôn chị em mình bộ này là đi chị em mình là 89.000 luôn. Nhá, chị nào lấy cái mã này lên mã bộ bé 89 có 3. Lấy số 2 chị Tố Quyền bộ nữa vô. Màu cam màu vàng nữa. Ai lấy bộ cọc này lên bộ cọc cho Nguyên nhá. Bộ cọc sale luôn chị em mình 89.000. Nâu 25 kg mà 23 kg mặc cũng được. Cũng được chị, đây nè. Hơi rộng xíu không? Mà không rộng quá. Lấy thì chốt bao em, còn được 3 bộ này nữa là hết. Cái bộ này còn mấy bộ ấy, bộ thể thao là hàng hàng thường thôi nhé, không xịn nhé. Nhưng mà cũng được, em thấy chắc cũng được. Mà giá này thì quá được luôn. Giá này thì quá được luôn. Cái này bán tặng. Còn được từng này bộ. Còn size nhỏ. Size 18, 18, 18, 18, 20. 18 với 20 thôi. 25 lấy số 9 cho chị à. Lê Kim Sĩ anh chị đây. Rồi cái này đừng chọn màu giùm em nhé. Không chọn màu nha. Bộ nó 89.000 đi sao. Bộ này không chọn màu nhé. Ôi khách chốt rồi. Khách chốt rồi chị ơi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái bộ này. Cái này bán tặng nha. Nót luôn nha. Lên mã bộ thể thao cho Nguyên. Ok lên địa chỉ lên số điện thoại hết trên like cho em nhé. Nót luôn dùng cái này tầm 20 đổ về thôi. Dưới 20 là được nha chị em ơi, dưới 20 có size. Chị mình cứ lên chính xác số ký dưới 20 là có size. Tặng nốt mỗi chị bộ luôn cho bác. 25.000 đó. Có bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền chị? Câu hả? Ê? Ừ. Thấy nhiêu tiền đó? Dạ không chị. Không có chị Ngô Ngọc Thắm ơi. Cái này em sale hết 25.000. Đựng bộ size to này. Đựng bộ size 20 cân. Một bộ size 20 cân. Chị Lương Hạnh. Chị Lương Hạnh. Rồi nhá, chị nào lấy cái này 25.000. Ôi rẻ quá luôn ý. Chắc được. Thế. Thấy tươi mà. Chị Lương Hạnh à. À. À 25.000. Màu xanh à, cái nó thêm cho chị Lương Hạnh. Dạ ok lên ít bộ người lớn cho em xíu. 4 bộ cho em màu khác màu xanh nè. Khác màu xanh. Khác màu xanh 1 bộ. 2. Hai thêm 2 số khác nhau mà. Uống rồi. 2 rồi. Màu chi nữa không thôi được 2 bộ thôi em. Được 2 bộ thôi cho tiết mùa đông. Thấy 20 kg rồi. Còn xe nhỏ. Sáu con như 750 gì. À quên rồi. 350 gì. Ba trăm rưỡi nghìn. 350.000. Tại vì 1 kg 700. Rồi con xay xíu xíu à. Con xay xíu xíu chị nào lấy chốt. À 6 là 4.2. Chị bảo là 4.2. Nhìn tư là ngon rồi. Nhìn tư là ưng rồi. 18 hết rồi.
cái nhỏ. Ui cái này còn cái hồi nãy ai 55.000 đây này, size 18, 15, 18 cho nguyên mã này, mã sơ mi size 15, 18 cho nguyên là được. Sơ mi cho Nguyên nhá, con này xinh cực kỳ luôn ý nè, chúc nhanh luôn dùng Nguyên nhá. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên, comment mã này là mã sơ mi. Ôi cho tiếp mùa đông con này 55.000 cho tiếp mùa đông này. Cái này mấy cái mở ra bán tặng luôn. Rồi lên mã áo nhũ cho bá này. Mấy cái này để tẻ bán lên bán tặng nhá. Ở trong của nó lấp nhung. Có lên áo thun dài tay nam không? À, nam lớn à. Còn áo có mũ không chị? Còn áo có mũ không á? Dặn áo hết đi á. Có, lên áo dài tay không? Nói thôi. Từ từ. Rồi cái này còn cái lên mã nhung. Cái này bé nhà mình 30kg vẫn ok, hàng Quảng Châu. Ở trong lót nhung nha. Này trẻ mình, con này bán tặng 49.000 luôn. Cái này thì mang siêu ấm 49.000. Lên mã nhung 49 xe 30. Nhung 49k xe 30. Rồi con này lên mã sơ mi caro. Caro đỏ. Cái này trẻ mình mua về cho con gái được. Mang kiểu gì em đúng không? Mang dạng dài phủ mông. Xong mang cho nó một cái đôi à, một cái quần legging nữa là đẹp luôn. Đấy tầm 18kg. Mang dạng áo váy á, giống dạng áo váy nè. Cân chưa? Là tầm size 18 là được, 18 20 là được. Con này đi 49 đi luôn. Đây mã caro đỏ 49 cho là được. Rồi lên mã sát. Áo gì ta? Trai hay gái à? Áo gì? Áo đi áo gì đó. Áo đó à. Áo len là của bé, quên lộn, áo da, áo nhung là của bé gái. Cưng chưa? Cái này phát này trẻ mình 69.000 nguyên một set này. Nhìn nè. Một cái áo hết đi da cá tàu nha. Cái này tầm 13 độ về, hơi lửng lửng xíu. Kèm một cái chân váy. Len mã set cho Nguyên là được. Chốt set cho Nguyên, cái này hôm nay dạo bao nhiêu tiền? 69.000. Da cá tàu. Tầm 13 độ về, cái này chị em mình đang chốt. Em thiệt luôn. Cái này quá đẹp. Riêng con áo này không có giá 69.000. Dòng da cá tàu này không có giá 69.000. Đấy. Size 13kg đổ về là đẹp. Đây cho Nguyên set là ok nhé. 69.000 Nguyên set. Cái áo da cá tàu có mũ. Kèm một cái chân váy. Đây chị em mình 69.000 set này luôn. Chị nào lấy set trước set. Còn theo dõi like không chị em mình lên tiếp. Còn không là out ra bộ lại nha. Rồi còn có cái cho chị Nhung lên. Xét chị Nhung Lê 69. Con này tặng 39.000 đi, Boris. Bán tặng 39.000 Boris thằng tàu luôn. Size này dành cho bé nhà mình 13 đổ về. Lên mã gấu hồng 13kg đổ về. Éo, màu xanh còn mà. À chốt cho khách rồi. Rất là đẹp lắm. Cái gì đây em? Đâu có. Ở đây đâu? Chưa. À có cái quần nhung nè. Quần nhung bác nè. Con này 39.000 nè. Mặc bộ nông. Nhưng không vừa. Bán nhung 39.000 hồng. Đây. Trời ơi. Sang xịn mịn nha. Váy nhung cho bác. Size 16. Đưa màu đen lên là bị chó. Váy nhung hàng này hàng chuẩn, hàng cao cấp luôn. 69.000 luôn. 69.000 nhung đến kim tuyến cái này nè. Nha lên mã váy nhung size 16, chốt lên luôn dùng Nguyên nhé, 69.000 luôn. Váy nhung. Cái gì dạ. Áo da cá. 69 này Tuyên Nguyễn. Rồi hai cái áo áo với sơ mi size 18. Size 18 và size 25. Da cá phối sơ mi con này nãy sale bao nhiêu tiền? Nó 55.000 rồi. Size 18 một cái này. Da cá ở ngoài là da cá tàu, ở trong là cổ của nó là phối sơ mi nha. Size 18 đi luôn chị em mình. Con này giá đang chị em mình là 55.000. Và một cái này là size 25 à. Một cái size 23, 25 nha. Lên mã 55 kèm cho nguyên số ký là được. Có hai size. Size 18 và size 23, 25 được hai size thôi. Đây chị em mình con này 55.000, hàng Quảng Châu nha, với hàng xưởng lên đó. Giá này chị em đi vô shop thì giá là được cho quý đạo size 18. Size
size 18 còn 23 25. Ok. Còn 23 25 nữa thôi chị em ạ. Cái này có trừ cho bạn nhím cá rồi nè. Size 18. Cân lắm. Nè chị em mình ơi, chuẩn tàu luôn. Con này là chuẩn tàu luôn, con đường cá. Đi chị em mình, con này 55.000. Quần nhung hai lớp. Nè. Ở trong cũng là nhung luôn, nhìn nè, xịn chưa? Lên mã quần bé size 18. 55.000. Giá cá là gì? Đây 23 này. Thì Ngô Ngọc Thắm. Rồi cái này nguyên còn một cá nữa thôi nè. Còn lên một cá nữa thôi nè, chị nào lấy chút nhanh tay. Em rút cho chị cái con quần hàng xúc cái màu xanh xanh cho bé luôn á. Con quần xanh hàng xúc á. Quần trai gái mà ăn được. Rồi trong nguyên con này quần nhung. Thì nhung lê. Quần nhung chị nhung lê. Rồi bộ gấu. Bộ gấu này size dành cho bé nhà mình 10-12kg đổ về. Bộ gấu này là nhung luôn, 6-49. Con được con bộ. Cứ cho chị mẫu thôi, cho chị mẫu thôi, còn size bóc xong được 49.000 sao? Eo 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 eo. Cái này con cả à, cho chị mấy cái chăn tuyết cho bé luôn. Chăn tuyết cho bé luôn. Những chi phản. Gáo nhung này cho chị hướng phạm 49.000. Đây. Quần súc. Quần súc khẩu nhé chị em mình ơi. Nè. Cái này em nói là không biết bao giờ chị em mình mua cho con nó mang, đến lúc nó chặt bỏ thôi. Phải nè. Bao chị em mình giặt quay máy giặt vô tư thoải mái luôn. Cái này như còn xanh đến 35kg. Cái này từ 18 độ lên 35 độ về. Nhá, chị em mình lấy mã quần súc cho Nguyên, con này em đi chị em 49.000 con. Quần súc kèm số ký cho Nguyên là được. Cái kiểu này ăn trai ăn gái gì mang được hết á. 49.000 con. Nha chị nào lấy quần súc kèm cho Nguyên số ký là được. Quần súc kèm số ký cho Nguyên là ok. Từ 15-18 độ lên và 35-37 độ về là có size. 49.000 con. Nha chị nào lấy quần súc chốt quần súc cho Nguyên. Da quay máy giặt vô tư thoải mái, con này là hàng xuất khẩu như chị em mình ơi. Nha. Đấy, ai lấy cái này lên mã quần xuất khẩu kèm cho Nguyên cái số ký đó ok. Chị em mình kèm cho Nguyên cái số ký đi. Lên kèm số ký, cái này sẽ ghi lại rồi hợp lúc sau. Kèm số ký nha chị em mình ơi, phải có số ký mới chốt đơn được nha. Trai mang được, gái mang được mà giá này là quá là rẻ. 49.000. Ai lấy mã quần xuất, chốt mã quần xuất cho Nguyên là ok. Kèm lên số ký nhé. 49 càng con thôi. Rồi lên hàng bé rồi em lên nó chạy một cái này. Rồi qua hàng lớn sau nhé. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Trời ơi, tóc hai cái chân bé gái hết rồi. Villa Mai em đang không chị ơi. Không còn màu gì hết đó chị, có từng nữa mà còn có màu nữa. Còn có màu nữa thôi. Không có màu đâu chị ơi, làm gì còn màu. Hàng đó hàng là săn được hàng sale thôi. Hàng đó là săn được giá sale đó. Chứ còn đi nhập không ra đâu. Thiệt luôn. Chăn này không chọn màu. Chăn này nhà em lẻ tẻ không chọn màu. Bỏ chị Nhung Lê cái này luôn đi đã. 69.000 con chăn tuyết. Không chọn màu nhé. Đang sẵn cầm con này chị Nhung Lê, bỏ chị Nhung Lê con này đi. 69.000. Chăn tuyết bé mình xài cũng được luôn. Kích thước của nó, chiều dài của nó tới 1m52 rồi. Tới 1m50 rồi. Bề ngang 1m1. Bề dài này chị em mình ơi. Đây, Nguyên để đến chấm chân cho chị em mình xem. Nó trong, thực sự trong cái này nó để 1m4 nhưng mà không chính xác, Nguyên tới 1m54. Mà nhìn nè. Rị dưới này dưới gót lên này nên quá đào Nguyên luôn. Đấy, dài nhá. Tới 1m5 mấy á, chị em mình cứ lên chăn trai hoặc chăn gái cho Nguyên nhá. Chăn tuyết
bé trai hoặc bé gái nha, để đi bóc ít màu, không chọn màu nhé. Em chỉ giao màu ngẫu nhiên theo giới tính, chị em mình lên mã chăn trai hoặc chăn gái. Comment lên mã chăn trai hoặc chăn gái là ok nha chị em mình, nó ghi lại sao. 69.000 một con chăn tuyết như thế này. Chị em mình lên mã chăn trai hoặc chăn gái. Cái này em còn ít lắm nên là chị em mình tranh thủ. Trai hồi nãy giờ em lên rồi chị Yến không? Nè. Trai hoặc gái kèm cho nguyên số ký. Cái này mình dùng cũng được luôn á. Chăn tuyết bé trai hoặc chăn tuyết bé gái là ok. Cái này bên em vẫn giao màu ngẫu nhiên, còn không chọn màu nhé. Giao màu ngẫu nhiên, không chọn màu, nhiều màu lắm. Nguyên một cọc này em phải làm 10 cái là 10 màu khác nhau ấy. Nên là không lọc màu cho khách nhé chị em mình ơi. Chị em mình cứ lên chăn trai hoặc chăn gái là ok. Cái này dòng chăn tuyết nhé. Giá hôm nay chị em mình là 69.000 một cái. Ai lấy chăn tuyết comment chăn tuyết luôn dùng là được. 69k một cái như thế này nha chị em mình ơi. Chăn tuyết 69. Chị nào lấy chăn tuyết lên chăn tuyết trai hoặc gái cho nguyên là ok. Không chọn nha. Ok chị Đào Ly cho chị Nhung Lê cho chị Hoàng Diễm. Bộ pyjama giờ em không có. Rồi ai lấy chăn tuyết chốt chăn cho nguyên chị Thư Thư luôn. Qua nhé. Rồi qua người lớn thì chị mình nè. Tắt like vô lại thì chị mình nè. Ao ra vô lại nhé. Có nhiều cô bé nữa không ta? Bộ trong đó cũng tùm lum mà. À quên, cái quần legging chưa lên. Bóc ra rồi mà chưa lên. Quần legging bé hàng Quảng Châu. Con này mình đi bao nhiêu cái rồi nè? Ok Thư Thư có rồi nha. Cái này nhắn tin cho chị là đang live á. Cái này Nguyên đang còn xa 24 độ về nhé. 24 độ về cho bé gái, lên mã legging gái. Legging cho Nguyên nha. Cảm ơn mã quần legging cho Nguyên là được. Nhiều màu và nhiều kiểu khác nhau. Nhiều màu, nhiều kiểu khác nhau. Nguyên chốt luôn cho dạ mình con này. Comment mã này mã legging bé gái cho Nguyên là được. Đi combo đi. Đang sale 55.000 cái đúng không? Em đi dạ mình 90.000 hai cái đi. Cái gì á chị Yến Hoàng ơi? Chị đang đặt cái gì đấy? Đang đặt cái gì đấy? Cái này không chọn màu nha, em giao màu ngẫu nhiên, đi combo. Đi combo nhá. 24 23 24 đổ về là còn sai. Đây luôn chị em mình 90.000 hai con luôn, chạy ra 45.000. Dạ mình lưu ý luôn, dùng nguyên con này toàn bộ là hàng Quảng Châu này. Chứ không phải hàng xưởng lên chắc cứng nhá. Đấy chốt lên luôn dùng mã 90 kèm cho nguyên cái số ký là ok. 90 kèm số ký nhiều kiểu lắm. Nè. 90.000 hẳn hai cái nhá. Không chọn kiểu nhá chị em mình ơi. Bao đẹp luôn. Đấy, không chọn màu chị, em không giao theo chọn màu. Hồi nào giờ em bán cái này không chọn màu. Chị nào ưng thì lên. 90.000 hai con, không chọn màu nha. Bao đẹp luôn. Rồi, tắt like đi Ngân vô lại xíu nữa chị em mình nhé. Lên lại xíu nữa nhé. Ngân lên lại xíu nữa chị em mình ơi, nhiều ít quá.